chưa đây chị Hà Trang ơi? Hello. Mang cáo đi những lịch sự ghê trời. Hello, hello. Đồ gì cũng có nha, chia sẻ luôn dùng nguyên với chị em mình ơi. Chiều ăn ổn tổng hay trừ chị nào vô rồi chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha, tối nay em gì cũng có hết, lớn bé cái gì cũng có, cái gì cũng sale, còn ít là sale nó hết nha, sale nó dọn kho, chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi, tương tác nha. Lau chút á, dùng hôm mai chút luôn nha. Chia sẻ ra nàng. Dã dạ mà nhạo nhặt thế ta. Lên nha chị em mình ơi, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Đồ bé, đồ lớn gì còn lẻ tẻ sai là nguyên sale hết, gọn kho. Chốt lên cho chị nào chia sẻ, nên là mỗi chị em mình vô xem like cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên cho bà xã mấy cái set kiếm này trước này. Không có máy set chỗ này này sợ. Cái này sợ cái. Chị nào vô trước là săn hàng sale trước. Đây này đây 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 đây, đây. Sợ này có máy set rồi này. Đó, lên luôn dùng nguyên cái set này đầu tiên nha, chốt lên cho chị nào chia sẻ, cái này còn được vài set thôi, tặng nó luôn trẻ mình luôn cho nó gọn kho, tặng gọn kho nha. Thấy nguyên chưa, thấy phát thông báo like không chị em mình ơi, sao view lên chậm thế. 1 2 3 4 5 6 chia sẻ lên luôn nha, hàng gì hàng sale á nguyên chị chốt cho chị nào chia sẻ. Nên là chị em mình cố gắng, mỗi chị em mình vô xem like, tương tác lên luôn dùng nguyên nhá, chia sẻ lên luôn dùng nguyên. À, cái này đang có 6 set. 2, 3, 4, 5, 6 set. Cái gì mà không thấy. Cái gì mà không thấy. Lên luôn dùng mã tặng chip đi. Từ từ có bán quần riêng áo thun không chị? Nhà nguyên áo thun cực kỳ nhiều. Quần riêng thì còn ít ít nhưng mà áo thun thì rất là nhiều nha. Rồi lên luôn dùng nguyên này trước, giờ sẽ cùng ăn kêu sao. Ok ta, cái nào cũng có 6 set, lên nhanh cho những chị nào chia sẻ và comment nhiệt tình luôn dùng nguyên nhá. Size này dành cho những chị em mình 60 đổ về chị em chứ ok nha, con này nó giãn nhiều lắm, hàng này hàng chip đẹp nhá, 60 đổ về chip su như chị em mà nói, 60 đổ về toàn bộ là su nè, su faran và nguyên một set này gần như là không có màu lặp đúng không, mã này như là không có màu lặp. Hello Trang Thùy nhá. Đây sở này, cái này đại biên rồi sở này. Đây đại biên rồi. Rồi nha, lên chung mã này là mã tặng chip, cái này là không có màu lặp luôn, gần như là không có màu lặp. 6 à quên lộn.
6 set. Size 60 đổ về cho em chút đẹp. Comment lên luôn chung mã này mã tặng chip đi. Tặng chip nha, nguyên đây luôn chị em mình mã này mã tặng 60. 3.000. 10 cái nhá, 63.000 10 cái. Chốt cho chị nào chia sẻ tại vẫn còn từng này nên bán tặng. Hàng này là hàng nguyên sale 79 hay là 8 mấy nghìn đấy. Kháng khuẩn có chị ơi, kháng khuẩn em còn đấy. Này chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Thay vì bình thường á chip chip su là chỉ đến đến tầm khoảng 52 55, còn cái này chip su này đến 60 vẫn mau ok thì chị em mình nhìn này. Hàng su kháng khuẩn nhá, tặng 63.000 nha. Chốt lên cho những chị nào chia sẻ nhiệt tình luôn dùng nguyên nhá. Chia sẻ nhiệt tình, comment nhiệt tình lên luôn dùng nguyên mã này mã tặng 63.000. 10 set 10 nha. Set 10 nha, ba chốt đi ba. Set 10 nha. Tặng 63.000. Chốt cho chị nào chia sẻ nhiệt tình lên luôn dùng nguyên trai nữa. 63.000 đúng 6 set thôi nên là chị em mình tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Tặng 63.000, chị nào vô trước săn được hàng sale trước nhá. Chị nào vô trước săn được hàng sale trước, chốt cho chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Cho chị Phạm Nguyễn set nè. Phùng Thị Điểm. Phùng Thị Điểm ok một set nè. Na Ngọc một set nè. Na Ngọc một set nè. Cho chị Thị Thùng, Thị Thùng nữa là hết. Thị Thùng nữa là hết. Nguyên đây rất là nhanh nên là chị em mình tranh thủ nha. À, có chip chip kháng khuẩn đây nè, chip kháng khuẩn đây. Chip kháng khuẩn nguyên còn cái này còn tầm khoảng được 20 set không có nhiều. Cái này tầm được 20 set không có nhiều. Cái này là chip kháng khuẩn. Có cái bình xịt cái sao? Đây để cho chị em mình thấy được cái bình xịt cồn nó xịt được đúng không? Xịt ra nước không? Xịt ra nước không? Vô. Xịt thử nè. Rồi nha, đây là dòng chip kháng khuẩn, cái này chị em mình 60 vô tư. Con này chị em mình 60 62 vô tư, chị em mình nhìn độ giãn này. Chị ơi. Chốt xong là đi đơn rồi, không dồn được nhá. Cái nào mà chốt xong là đi đơn rồi không không bây dặn đi, bây dặn đi cho mà mở được. Mở dặn đi, dặn để xịt được á. Xịt đi. Rồi nha, lên luôn dưỡng mã này mã tặng kháng khuẩn. Tặng kháng khuẩn. Cái này thì là ngủ một xác cũng là 10 cái. Cái này Nguyên sẽ bán tặng luôn chị em mình trên live luôn. Cái này còn ít nè. Size 60 nhá, toàn bộ lớp này lớp lót kháng khuẩn. Cái này còn rất là ít. Cái màu mua sáng sáng chị em mình thấy được. Nha, cái này cũng sẽ xịt nước cho chị em mình xem. Cái này còn ít lắm và bán tặng luôn chị em mình trên live. Nha, chị em mình này 60 62 chị em mình chốt ok luôn. Đây nè. Toàn bộ nè. Nó sẽ hiện lên lớp nano kháng khuẩn đây chị em mình nè. Cái này Nguyên còn rất là ít, đang Nguyên mới xịt nè. Xịt thử chị em mình xịt cồn. 60, 62 đổ về chị em mình chốt ok. Hàng này là hiện lên lớp nano kháng khuẩn. Hàng này có tông nhá. Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Lên luôn dưỡng mã này mã tặng kháng khuẩn. Cái này treo lên đi sao. Cái này Phạm Nguyễn chưa ấy. Này treo lên giờ sao đi. Nha, đây chị em mình nhìn nè. Có nước vô là nó sẽ hiện lên cái lớp nano kháng khuẩn này chị em mình nhìn nhá. Tặng cho chị em mình cái này luôn. Một set này 10 cái. Size dành cho những chị em mình 62 quay đầu. Giãn nhiều lắm. Con này dòng cốt tông nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng chip nhăn đi. Tặng chip nhăn nhá. Nguyên đi luôn cho chị em mình luôn. Giá 99.000. 10 con nha. Cái này Nguyên cũng đi tách set 10 nhá. Riêng cái này cũng đi set 10. Bên đây chị em mình là 99.000 10 con. Nguyên còn rất là ít nha chị em mình ơi. Đây chị em mình nhìn nè. Riêng cái mã gì mã này Nguyên không up lên. Tại vì nó có ít quá. Đây toàn bộ là lớp lót kháng khuẩn. Chốt lên luôn dưỡng mã tặng kháng khuẩn luôn dùng Nguyên nhá. Hoặc là tặng chip nhăn cũng được. 99.000 10 con. Hàng này là hàng giảm nhiều như vậy mình. Cái này còn ít thôi. Chị nào hồi nãy giờ hỏi chưa có. Chị nào hồi nãy giờ chưa mua được cái kháng khuẩn nhà Nguyên tranh thủ mà đặt cái này. Tặng 99.000. Hàng này nó giảm nhiều lắm. Nó giảm nhiều, mang cái này cực sướng. Cái này chạy số lượng là nhiều nhất. Riêng cái mã gì giờ mã này luôn chạy nhiều nhất luôn. Nha ok chị Nguyễn Nhân. Nguyên đây luôn chị em mà là 99.000 10 cái nhá. 10 cái, chị nào lấy cái này lên mã kháng khuẩn luôn dùng Nguyên. Chốt mã tặng kháng khuẩn nè. Ok chị Hoa Trần, Huệ Trần này. Lên luôn chị em mình giá 99.000 10 cái. Từ từ Nguyên bóc chị áo gió ba kéo màu vàng. Mỗi size 3 cái à. Màu vàng không có, hôm bữa chị không lấy giờ làm gì còn. Hết sạch xanh xanh màu vàng. Màu vàng đẹp đúng không? Hôm bữa chị không lấy màu vàng. Đây là ba chốt kháng khuẩn đi ba. Chốt kháng khuẩn nha. Kháng khuẩn này còn ít hơn 99k mà chưa in cái nào hết. Chưa in cái nào hết, có ít thôi nên là chị em mình nhanh tay luôn dùng Nguyên nhá. Tặng 99k 10 cái. 10 cái mà gần như là cái này hình như là cũng ít màu lặp lắm nè. 2 màu nè. 3 màu nè. 4, 5 nè. 6 7 8 màu. Ba chốt đi, chốt cái này tặng 99.000, chốt luôn trên live luôn, bán tặng trên live cho chị em mình nhá. Tặng chip nha. Chị em mình đi dạo đi.
Hàng này 5 cái là người ta đã đi 75.000, 85.000 thì chị em mình mua nguyên chục là 150.000, đúng không? Nha chị em mình cứ lên luôn chương mã tặng 99 là ok. Cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên nhá. Mỗi chị em mình vô xem like cho xin một vài nút chia sẻ về trên trang cá nhân và lên trên các hội nhóm luôn dùng chị em mình nhìn cái độ giãn của nó. Lên luôn dùng mã tặng kháng khuẩn chị Trần Nga, lên thông tin trên like cho em nha. Khách mới chip nhan là chip kháng khuẩn á. Khách mới chịu khó lên thông tin trên like luôn dùng nguyên tặng 99k nha. Không còn cái nào hết đúng không? Màu vàng đẹp như thế mà màu vàng đẹp như thế mà lại không lấy màu vàng. Hình như có còn một cái CL. À, lắc lưới đúng không? Lắc lưới thì còn. Lắc lưới thì còn, em tưởng lắc lông, lắc lưới thì còn. Lắc lưới nên nữ mang ok luôn mà. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng kháng khuẩn và đi luôn chị em mình giá 99.000. Một set 10 con nha. Qua mã nha chị em mình, cái này còn ít thôi. Chị em mình cố gắng lên nhanh cái mã này nhá. Gần như là gần được 10 cái gần được 10 màu, 8 màu. Chỉ có 2 màu này là lặp lại. Đấy, và 8 màu. Lên luôn dùng mã chip 99, cái này bán trên live nhé. Chị em mình mua xong, ví dụ như về đẹp đặt thêm không bán giá này. Về đẹp đặt thêm không bán giá này nhé, chị em mình lưu ý. Ok, lót lưới thì em còn đấy. Lót lưới em còn nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã tặng kháng khuẩn 99.000 10 con. Nó rẻ quá nên chị em mình tranh thủ bỏ cái này vô. Cái này cũng còn được từ ngày bộ tặng nó. Cái này là hàng shop kho này. Tặng nó luôn cho bé luôn. Hàng này hàng shop kho nhé. Có gì xác xí quyến rũ không? Quyến rũ hôm bữa có cái mã gì ta? Mã tàng hình đấy, nhưng mà hết sàn xanh luôn. Hết sàn xanh cuối cùng là Nguyên cũng không được xét nào luôn. Hôm nào về thêm báo nhé. Hôm bữa có cái mã chip tàng hình nó mang sướng không? Chị nào nhận cái mã chip tàng hình nó về rồi. Mang cái chip đó cũng sướng. Dai, vừa dai mà nó nhẹ tên luôn cho hệ trần rồi nhé. Rồi nhé, chị nào lấy mã kháng khuẩn thì cứ lên luôn dùng mã kháng khuẩn. Chip sexy thì chỉ có chip tàng hình thôi. Chip tàng hình nó dạng hơi giống chip lưới rồi. Okay. Nha, cái này Nguyên còn size 10 đổ về. Cái này toàn bộ là size 10 đổ về. Từ vừa rồi chị lấy đưa có 3 màu không có màu đen, tùy nó mix chợ, nó mix cho em cũng cái này kho nó mix sẵn. Kho nó mix sẵn gì nhá. Ok nhá, chị nào lấy. Cái này toàn bộ là kho nó mix sẵn nhưng Nguyên Huệ cũng có mix đâu. Đó. Cái này bán tặng luôn, dễ mình luôn, size 13 đổ về, 12 đổ về, và cái này chị em không chọn màu. Tóc đại nhá. Hàng này là hàng Mỹ Tàu, còn được từng này bộ này. Còn được từng này bộ và size 12 đổ về, nhớ luôn dùng là chắc Mỹ Tàu nhá. Miệng đẹp lắm luôn ấy. Tặng luôn cái bộ này luôn. À, có từ từ nhá. Chị Thanh Thúy có rồi, chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình đó. Mỗi chị em mình xem like, mua hàng rẻ, mua hàng đẹp, cố gắng cho xin một vài nút chia sẻ. Đấy, về lên trên trang cá nhân và chị nào có hội nhóm chia sẻ thêm hội nhóm lên luôn dùng nguyên. Cái này tặng cái bé cho mình luôn. Chốt mã này là mã tặng 39.000. Tặng 39.000 luôn dùng nguyên nhá. Cái gì cũng có hết. Lớn bé gì cũng có hết. Có rồi chị ơi. 25kg size 10. Gì chị ơi. Đâu? Cái này đâu? Cái này em nói là 10 12kg mà, sao 25kg sao mang vừa à? Từ 10 đến 12kg là chốt ok cái này. Tặng 39.000 luôn dùng nguyên á. Phát ngay cái bộ này luôn. Nguyên đảm bảo luôn chị em mình luôn á. Nguyên đi nhập không bao giờ ra được giá 39.000. Nó rớt mẫu lại thôi. Nó rớt lại trong cái đồ chip nữ ấy. Nó còn sót trong cái kiện chip nữ này là đi luôn chị em mình 39.000 nha. Chốt mã này là mã tặng 39 luôn dùng nguyên. Chia sẻ chốt cho ai chia sẻ thôi. Có rồi chị Hoa Phạm cho chị Kim ngàn bộ này. Riêng cái bộ này 39.000 nguyên lên cho những chị nào đang hiện logo là người chia sẻ nhá. Không chia sẻ bỏ qua nha chị em mình ơi. Nha, vì hàng này là hàng bán tặng rồi. 39.000 chị em mình nghĩ mua một cái bộ nỉ tàu hàng đẹp như thế này. Nỉ tàu chứ còn nỉ thường, nỉ sổm sổm thì không nói tới rồi. Đây chị em mình 39.000. Sai cho bé nhà mình 12 đổ về chút ok nhá. Lên mã nỉ tàu luôn dùng nguyên tặng 39. Tặng 39, 12 cái đổ về chút đẹp nhá cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Tặng 39.000 nguyên chốt lên cho những chị nào hiện đang có logo người chia sẻ thôi, còn từng này bộ 5 bộ thôi với giá là 39.000 một em. 39.000 một em nhé. Chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ bỏ qua nha. Rồi tiếp cái này nó còn được tiền hài cái xả hết. Cuối tuần là cái gì cũng dọn xả kho hết nha chị Đằng Nhã Ca. Cuối tuần là dọn xả kho hết rồi chị em mình tranh thủ cái này cũng sót lại nè. Hàng này chị em mình để ý luôn dùng nguyên là hàng 400 mấy chục nghìn. Ok chị Kim Nga 2 bộ. Kim Nga 2 bộ. Đồ bé trai còn ít xíu em like sao? Còn có. Cho chị Nguyễn Hồng Lê luôn, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình thôi. Mỗi chị em mình đang xem like cố gắng cho xin một vài nút chia sẻ về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm dùng nguyên nhé. Được chưa? Có còn không ba? Còn bộ nào không? Còn cho chị Thủy Trôi nè. Ok chị Thủy Trôi nè. Hết chưa?
Thị Trôi và Lê Thị Nhàn. Ok, hết nha. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Nha, rồi lên chuông mã tặng nam luôn dùng đi. Size M, size M, size M. Rồi size M hết nhé, size 57 đổ về. Bộ này bao nhiêu người nhận về là khen. Size M hết chị em rồi nha. Size M dùng nguyên nha. Lên mã tặng áo nam. Size M hàng này là hàng 400. Áo nguyên mang đẹp à? Đẹp là xíu nữa lại phát. Xíu lại phát. Lấy thêm một bộ nữa với lúc nãy một nữa là hai đó chị. Có rồi đó chị ơi, chị em đừng comment lại làm gì hết. Cái này size M, size này 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp nhé. Hàng áo nam. Hàng này hàng Mata này, hàng hãng nhá, hàng 450.000. Nguyên tặng luôn chị em mình, size M thôi, chị em mình nhìn từ túi tiếp. Nhìn từ túi tiếp. Tặng M luôn dùng nguyên nhá, tặng M nam. Nguyên đây luôn chị em mình, mã này với giá là 69.000. Tặng M nam 69. Chị nào lấy mã M nam 69 lên luôn dùng nguyên, chia sẻ mạng tay luôn dùng nguyên nhá. Tặng M nam của nam ấy, 69.000, hàng này hàng 450.000 con nha, toàn bộ là size M. Đấy, hàng này à, riêng chị em mình thấy cọc tay không là không bán gì, em mình bao nhiêu tiền là sale. Ok Lê Thị, có rồi chị ơi, là sale, riêng cọc tay là sale 85.000. cái này bán chị em mình hãng dài tay nhưng mà còn mỗi size nhỏ, đây là tặng giá này nha, tặng giá này, tặng mời cho Na Huỳnh, cho chị Na Huỳnh cái này. Na Huỳnh cái này. Được chưa, M nam dự. Con áo nam đó đẹp lắm mọi người, rồi em cảm ơn chị Nguyễn Nhân nhé, em đi dạy mình 69.000. 69.000 thôi chắc xứ, hàng 450.000 này không bao giờ nói đi rồi. Hàng này hiện tại trên web nó vẫn đang giá này, chiếc kháng khuẩn cho chị Nguyễn Hữu Ngọc Anh có rồi nhé. Rồi giá lên cho mã tặng M nam, áo nam nhé, áo nam cho chị Thủy Trôi này. Chị Thủy Trôi luôn nè. Rồi ok, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhé, còn đúng 3 con thôi, cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên nhé. Cái này nguyên còn 3 cái thôi, chị nào chưa có thì lên. Rồi tiếp luôn dùng nguyên, cái này tặng nó luôn chị em mình luôn, cái này còn lẻ tẻ nè, cái gì còn ít là nguyên sale nó hết luôn. À, tặng không nam, tặng nam sẻ, chốt cho ai chia sẻ thôi, cho Nhật Nguyệt này, cho Nhật Nguyệt này. Riêng cái gì hàng ăn bán tặng là chốt cho những chị nào đang chia sẻ thôi. À, xây nhỏ chồng em không vừa tí à, nay còn lãi tẻ chứ thật sự mà mới về mà bán giá thì chết, nghỉ sớm luôn, nghỉ sớm luôn. Cái nào nguyên đi luôn chị em mình, còn mấy cái quát bomber cho bé nè. À, không không có chị ơi, không có sale. Cho chị Huệ Trang chia sẻ chưa? Huệ Trang không chia sẻ bỏ qua. Cho chị Hà Phạm muốn chia sẻ chưa? 60 cái không vừa. Hà Phạm 4 này. Ok Hà Phạm này. À, áo nam chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Còn ai không chia sẻ bỏ qua. Rồi nha, cho chị Nguyễn Hồng Lê cái nữa là hết này. Nguyễn Hồng Lê cái nữa là hết này. Rồi, lên luôn dùng nguyên cái này size gì đây? Tặng luôn. Tặng luôn, size 16 đổ về. Size 16 đến 18 kg, 16 kg là mau ok. Dặn quốc bomber nhá, tặng nó nha. Ở trong của nó toàn bộ nỉ dài. Hàng này Shopee nó đang bán cái dạng mình gần 150.000 một con. Nha, gần 150.000 một con. Nguyên đi luôn chị em mình, con này tặng 39.000, ai nhanh có nhé. Sĩ nhà Nguyên đang không bỏ giá này nha chị em mình ơi. Tặng 39, toàn bộ ở trong là lót nỉ dài. Cái này mang hai áo phao luôn cũng được. Mặn đi luôn chị em mình giá 39.000. Đúng rãi chưa? Size 18 đổ về là chút đẹp đấy. Lên mã 18kg. Cái này cho Trường Thịnh. Chơi Trường Thịnh. Trường Thịnh nè. 39.000, giá này giá sẵn luôn. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùm Nguyên nhé. Mỗi chị em mình vô xem like cho ông xin một lúc chia sẻ nè. Cho chị Đặng Nhã Ca nè. Đặng Nhã Ca để chia sẻ chưa? Ok chị Đặng Nhã Ca nè. 39.000. Cái này 20kg hơn hơn. Đứa nào cao ốm là được nhé. Cao ốm là được. Đây nè, còn cá nè. Cùng size luôn, 18kg luôn. 18kg cho ai ba? Cho ai? Băng Như trước nè. 39.000, không có size đâu chị ơi. Cái này cũng còn cọc này. Còn cọc này size 18 quay đầu hết. Chị Thủy Trôi cái này, Thủy Trôi cái này. Đằng Nhã Ca có chưa? Đằng Nhã Ca có chưa? Tặng 49.000. Tặng ok chị ơi. Ok, chúc cho chị chia sẻ thôi, 18 đổ về thôi. 39.000, 20kg hơi ôm đó chị nghe. Rồi 39.000 cho chị Lê Phượng Nguyễn Công Trứ này. Lê Phượng Nguyễn Công Trứ này. Còn nó một con không có xây bự. Cái này không có xây bự. À, sơ mi. Cái này không phải là sơ mi đâu. Cái này dạng dạng áo thun kiểu ấy. Dạng thun kiểu ấy, kiểu có cổ thôi. Nha cho chị Huỳnh. 16kg. Ai? Hà Phạm thấy 16kg được. Hà Phạm mua. Hà Phạm 4 à. Đó, 16kg được. 18 quay đầu là 16 ok. Tặng 39.000, nó thật sự con nó bán lỗ tẹt luôn. Cái này còn nó một cái này. Ok. Ok cái nhà nha. Tặng nó con này luôn, hàng này hàng size 60kg đổ về. Quên đi luôn cho em mình con này luôn. Tặng 59.000. Tặng 59.000 nha, để chị em mình nhìn. Form này form chị em mình 60 vô tư nhé. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 59.
nha, chốt lên mã 59. Không có màu trắng, à có lộn xộn ở trong này. Em còn ít á, cái này em còn ít, từ từ em lên nhé. Từ từ em lên. Cái này liên chị mình 59.000, cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên nhé. Coi bông bơ còn không. Cái đó là 59.000 nha sao. Thẳng hết gọn thơ nha. Hết 39 rồi nha. Đây coi thử cái này màu xanh hay size gì, bác cắt cái này nè. Màu xanh để mở ra coi còn size gì, tặng hết luôn 39.000. Giá này là giá tổng xả gọn kho. Tổng xả gọn kho, đây là chị em mình tranh thủ. Rồi nha, lên luôn dùng mã tặng xanh này luôn, cũng dạng bomber nhưng màu xanh. Xoét à. Bỏ phân size ra cái mã nó đi cho sẵn. Cái này 20 kg được nè. Con này 20 kg vô tư nè. Size XL. Lên mã XL, con này 20 kg tặng 39k luôn. Lên mã XL này. Toàn bộ trong chị em mình nhìn của nó là lót nỉ dài. 59 cho Mỹ Hạnh Mai Thị. Này chị em mình nhìn. Ở trong của nó toàn bộ lót nỉ dài hết. Thì á là size bên hông này sẵn này. Đây này. Size bên hông này nè. Bên hông này nè. Lên mã XL. XL cho chị Huỳnh Yến Giang. Huỳnh Yến Giang. 39.000 luôn đi. 39.000 nhá. Trời ơi. Hàng này chị em mình có thể sợ Shopee là toàn gần 150.000 một con hết. Nha, gần sát 150.000 con nhá. 39 cho chị Nguyễn Phương, Nguyễn kia, Phương gì ạ? À? 22 cái không có đâu chị ạ. Nguyễn Phương, Phương lên thông tin trên live cho em đi chị ơi. Lên thông tin trên live nhé, bỏ riêng đi sợ không có thông tin thì chốt nha. Bỏ riêng Nguyễn Phương Phương ra. Không có thông tin không chốt nha. Bỏ gì Đặng Nhã Ca đi, lên thông tin rồi chốt tiếp chị ơi. Bỏ cái nó cho gì Đặng Nhã Ca đi. Đặng Nhã Ca. Rồi ok này, Đặng Nhã Ca này. Đặng Nhã Ca này. Rồi ok, còn 20 kg đó chị em rồi nè. Còn 20 kg này, size 18. À quên lộn, size XL. 20 kg. Cái này hàng size nhí thôi chị ơi, không có 40 kg đâu. Không có, cái nào nguyên đọc size nào chị em mình chốt size đó dùng nguyên nhá. Không có nhất size lên đâu chị ơi. Nha, lên luôn dùng mã này. Chốt lên luôn dùng mã này, 20 kg luôn dùng nguyên ly chị em mình 39.000. Giá này chuẩn giá hàng tặng rồi chị em mình. Một con áo khoác này bán nguyên bán 39.000. Đấy. Chia sẻ mạnh tay nha, đẩy view lên xíu thôi chị em mình ơi. Cái này đi chị em mình 39.000 luôn. Cái này cũng XL. Size dành cho bé nhà mình 18 20 đổ về là chốt đẹp. 20 đổ về là chốt ok nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã XL. Chốt lên mã XL dùng nguyên nhá. Comment lên mã XL 18 kg. 20 kg nhầm. 20 kg đổ về, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhá. Nguyễn Dung á. Cho chị màu xanh đen chị ơi, xanh đen nha, xanh đen. 33 kg không vừa. Chị thì thuận. Không có size to, size tầm 20 đổ về thôi, không có size bự. Hả? Cho chị thì thuận đi. À, XL nha, XL là dành cho bé nhà mình 20 đổ về là chút đẹp ấy. 20 nha. XL là 20 đổ về thôi. Rồi nha, xanh đen. Ok, chị lên pha một cái nữa. Ba coi còn XL không? Ba cái này CM rồi. Ba còn XL không? Ba còn XL không? Cái này CM rồi. Cái này em bị chấm xíu. Đây, cái hai cái này bị chấm xíu. Cái này chị em mình về giặt nhé. Xanh đen chị lên pha. Chị lên pha. Cái này bị chấm xíu này chị em về giặt dùng nguyên nhé. Size XL. Cái này chị em về giặt luôn dùng nguyên nhé. Cái này thì là đi cho em mình mã này là mã tặng 25 đi. Giặt dùng nguyên nhá, tặng 25, size 20 luôn. Tặng 25, size 20 nhá. Tặng 25.000, size 20. XL 2 kg này đi. Chà, không comment rõ thôi bỏ qua nhá. Lên luôn dùng mã 25. 25. Nhưng mà size 20 kg, cái này bị dơ xíu chứ chị em mà nói cái này chị em về giặt được. Nha. Đấy, cái nào mà phát hiện dơ thì Nguyên đã sale dễ mình trên live. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 25, cái này cũng như thế nè. Nhưng mà cái này size 15 đổ về thôi. 25 cho bi bo. Cái này 15 đổ về bị dơ nha chị ơi, em báo rõ nha, cái này cũng bị dơ đây nè. Nhưng mà cào nó cũng ra nè. Đây cái này về giặt là nó ra. Lên mã này là mã 10 à. 15 kg tặng 25. 15 kg và tặng 25 nhé. Chị nào lấy 15 kg lên mã 15 kg tặng 25k là nó bị dơ nha chị em mình, để ý cái nào bị dơ Nguyên đều báo hết. Nha, lên luôn dùng mã tặng 25. 25 kg. Rồi còn một cái size XL này. XL là 20 kg, chốt mã 39. Cảm ơn mã này là mã 39k, chị nào lấy 39 lên 39 luôn dùng nguyên nhé. 15 kg tặng 25k. Ui trời ơi, nó rẻ chán luôn ấy. Thì thuận cái nó CM bị dơ đấy. Bị dơ. Rồi ok, cái này còn 2 cái.
3 cái size M, 3 cái size M, 4 cái size M. Tặng nó luôn. 39 cái gì Bibo này. Bibo. Cái này size M hết nhá. Size M là size 15 đổ về lên mã 15 kg. 15 kg nên luôn trẻ mình 39 nghìn. 15 kg đi 39 nghìn. Nha, còn XL không ta? Còn XL không? XL không? Còn cái XL nên mình Lệ Xung Trần không chia sẻ. Chị Lệ Xung Trần không chia sẻ bỏ qua. 25 em hết. Chị trẻ mình nhìn nè. 15. 15 kg cho chị Bibo 39 nghìn. 39 nghìn. Những con 25 là Nguyên chỉ là bị dơ nên là Nguyên mới sale thôi. Cho chị Bibo con. Bị dơ mới sale thôi. Rồi nha, hai con luôn. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này, size 20 kg 39k. 39k, dạng khoác bomber nhưng mà ở trong của nó toàn bộ là nỉ. Toàn bộ là nỉ. À, 15 cho chị Trang Lê nè. 15 cho chị Trang Lê nè, Trang Lê nè. Rồi ok, còn nó 3 con này nữa hết. Và giá nguyên đi luôn trẻ mình là. Đây còn con này. Hai con này là size S. Size S, size dưới 15 thôi. Hai con size S, một màu xanh coban và một màu xanh đen. Nha, lên luôn cho mã S tặng 39. Giá này giá tặng này. Lên luôn vô mã S. 20 hết rồi, chị Nguyễn Huyền comment không rõ ràng, không đấy dám chốt. À đây 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 đây. Này chị Nguyễn Huyền này ba. Nguyễn Huyền này. Mà chốt. Từ 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 hãy. Chị ơi, em chốt trước mà không thấy gọi. Không thấy. À xanh nhạt cho chị Bibo này. Xanh coban á, chị Bibo này. Xanh đen thì Kim Dung này. Xanh đen sẽ cho Kim Dung này. Kim Dung này. Kim Dung này. Rồi còn cái xe S. Còn cái xe S. Chốt cái gì nào chia sẻ nhé. Lên mã S luôn dùng nguyên. Còn một S này. Một XL. XL này chị Lệ Xuân Trần. XL Lệ Xuân Trần này sao. 39 nghìn. Giá này giá sợ luôn. Lệ Xuân Trần. Lệ Xuân Trần. Rồi còn cái này. Size dưới 15 thôi. Size S. S cho Nguyễn Loan nữa là hết. S cho Nguyễn Loan nữa là hết nhé. Hết. Đây cái này cho Nguyễn Loan này sao. Hết nha. Đây còn mắt con này sao gì đây, để con luôn, nguyên xe mắt luôn chị em mình cho nó gọn kho luôn nha. Con này size 15. Lên mã xá. Xám mờ, cái này 15kg. Lên mã xám mờ, con này đi chị em mình 39.000. Giá này sẵn gì em mà nói. Cái là mang tháo pha không được. Lót của nó lót nỉ trong, có đồ ngố trời. Đồ ngố em lên lúc nào view yếu làm miếng. Làm miếng like, tí xíu nào view cao thì like. Được chưa? Lên luôn những mã này là mã xám, size S. Size dành cho những chị em mình 50. À lộn, cho bé nhà mình 15 đổ về. Lên mã xám, xám mờ. Chốt mã xám mờ nhá. Ai lấy mã xám mờ lên xám mờ luôn dùng nguyên tiếp cái này. Coi cái này là cái gì. Sell nó luôn. Tiếp mùa đông. Xám mờ. Xám mờ cho Nguyễn Nhân trước. Xám mờ, xám mờ. Nguyễn Nhân trước nha. Cái này Nguyễn còn con. Còn con nhá. Chắc này vậy em. Cái này 12 đổ về thôi. Lên mã 12kg dùng nguyên. Cái này 12 đổ về nhá. Lên này. Chốt lên luôn dùng mã 12kg. Đơn là bây giờ Nguyên ngày mai sẽ cố gắng chốt dần dần như vậy em rồi nó. Còn nhiều đơn chưa chốt hết lắm. Nha, chốt lên luôn những mã này. Comment mã này là mã chủ nhật mà nghĩ là chị em mình hay kêu định nghỉ mà chị em mình chị nào cũng nhắn tin qua mấy giờ em like. 12 chị Hành Nguyễn. Chị nào cũng nhắn tin mấy giờ em like vì thường thường là chủ nhật là chị em mình rảnh. Thường thường chị em mình rảnh là hỏi chủ nhật là mấy giờ like. À, Hành Nguyễn, ôi con này xinh. Con này xinh. Con này hàng đi chị em 69 nghìn đúng không? Size 12. Size 12 kg. Size 12kg. Cái này là hàng Nguyên đang đi trẻ mình 69.000. Và Nguyên tặng nó luôn trẻ mình con này luôn 43.000. 43.000 size 12. Cái này anh chốt xong lại đơn hết rồi. 39 hay là 39.000. Lên mã này mã 43.000 size 12kg. Hàng này đang sale 69.000. Không bao giờ nó điêu đâu. Được chưa, con này đẹp lắm. Lên mã 43 size 12kg bé gái nhé. Chị nào lấy mã 43 size 12 bán tặng hết. Đây còn con này. Con này size gì đây. Con này size L. Ngô Ngô Xuân Phượng không chia sẻ. Buồn ý chưa, vô like mà không chia sẻ. Rồi con này 16kg. Lên mã 39k. 12 cho chị Nguyễn Thanh Thu. Chia sẻ lên luôn dù nguyên. Ai không chia sẻ mắc lượt nha. Rồi nha, lên luôn như này 16kg. 16kg nguyên lên luôn chị em mình 39.000. Lên mã 16kg 39.000 luôn dù nguyên nhé. Con này là gió kích muôn. Con này lên luôn mã gió kích muôn. Hàng này hàng công ty đấy. Hàng công ty nhá. Ok, 43 là hết nhá, có cả. Giờ chia sẻ đi. Thấy em Út nó like, không cần mua đồ, cố gắng chia sẻ cho nó hợp pháp. Size 18kg. Con này hàng xịn nha. Con này hàng xịn nha. Con này hàng xịn là hàng 18kg. Tặng nó con này 69k. Từ từ. Áo phao lông sao vải có giống áo vô. Không. Chưa chứ chị có dạy ơi. Áo nguyên mặt có bán có. Có.
Hàng này không phải là, cái này không phải là áo sơ mi đâu, áo thun ấy, áo thun bo rip ấy. Cho chị đi bo, con này là thun bo rip này. Nhiều. Thun bo rip, hồi nãy bán bao nhiêu tiền? 69.000. Cái này là dạng áo thun bo rip chị em mình. Đấy, chứ không phải là áo sơ mi đâu, chị em mình tưởng mặc áo sơ mi. Đau lịch sự này, bán áo sơ mi rồi lên thùng các kiểu làm gì có. Thấy bông ba này giống ơi. Nha. Con này xinh. Con này xinh. Số 9 hết rồi. Xinh chưa? Size 15kg, 16kg. 15, 16 ở trong lóc nỉ này chị em mình. Có, em sắp lên rồi đây. Con này lên mã xinh luôn, dùng nguyên đi. 49.000. Size 15, 16kg là chị em mình chốt đẹp. Đây chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? 15, 16kg, lên mã xinh. Nha, dài lắm. Đây chị em mình 49.000. Giá này giá tổng xã dọn kho đấy. Tổng xã dọn kho đấy. Con này đang đi bao nhiêu tiền ta? Con này đang đi là 135.000 đúng không? 15kg đây. À 15kg đó, 49.000. Con này đang đi là 135.000 đúng không? Lên luôn dùng mã này là mã 110 luôn đi. 110, size 18, toàn bộ lót lông. Hồng có bé 30. Dạ không, chở cái này lại tẻ sai ra rồi, em sale thôi. Em sale thôi, lên mã 110, toàn bộ cái này hàng lót lông. Cái này toàn bộ hàng lót lông, size này 18 đến 20, 22. Còn này 20, 22 vô tư luôn. Nha, lên luôn mã lót lông dùng nguyên nhé. Nguyên đây luôn chị em mình mã này luôn. À, từ từ, trên 30kg. Gió bé trai trên 30kg à, trên 30kg này rồi từ từ. Định hình lại đã. Hình như là không. 110 à. Hả? 110 lắp luôn. 110 phải 118. 110 cho Phan Hương 110 nha. Con này là hàng bao nhiêu? Con này hàng xịn nha. Con này hàng xịn nha. Hàng này hàng Quảng Châu này. Ba cái này nhẹ nhẹ để cho dí một cái này đi ba. Em về thêm cho dí một cái này đi ba. Phát nhẹ nhẹ đi. Cô lớp rồi phát cũng được. Bỏ cho dí một cái này nữa. Rồi ok nè. Tiếp luôn dùng nguyên con nè. Dùng miếng cái nó này đi. Đây, size 20 nè. Lên mã này 20. Chưa hết đơn nhá. Chị em mình từ từ chờ nguyên xíu. Nha, tranh thủ cuối tuần là chị em mình có thời gian xem like. Thun, hai sơ mi trắng. Có. Có thun, thun. Có thun chứ không có sơ mi. Nha, con này size 18-20. Con này đem chị em mình luôn. Tặng nó luôn chị em mình, con này giá 65.000. Hàng này đang sale 85.000 đúng không? Con này vải đẹp lắm. Nha, con này hàng Quảng Châu đấy. Con này size 20 nhá. Size 20 vẫn đi luôn trẻ mình tặng 65. Giá này giá tặng. Thiệt sự luôn á. Đây luôn những mã tặng 65. Tặng 65 hồng. 65 vàng luôn. Vàng này trai gái gì mang cũng được. Size 22. Vàng này size 22. Đi luôn trẻ mình 65.000. Nhẹ nhàng. Mang cả năm cũng được. Không đợi là vô mùa lạnh. Lóc lông em hết rồi chị Yến Hoàng ơi. À, khoác 30. Có vui giờ không? Lên mã vàng này size 22. Con hồi nãy là size 18-20. 20 cho chị lượng vỏ. Lượng vỏ. Lên luôn dùng cái này. Lên mã vàng luôn dùng nguyên nhé. Đẹp lắm. Vải đẹp lắm. Hồng Quảng Châu nhé. Vàng 65. Lên rõ mã cho em nhé chị ơi. Vàng 65. Rồi nhá, lên mã tặng siêu nhân này đi chị em nó. 39.000 luôn. Tặng siêu nhân 39 luôn nha. Chị nào lấy mã tặng siêu nhân. Con này toàn bộ ở trong của nó là lót nỉ dài. Nóc nỉ dài nhá. Con là nỉ dài tặng 39. Size này là size 22 đổ về. 30 không có chị ơi, con này size 22 đổ về. Lên mã này là mã tặng siêu nhân 39.000. Con này size 22 đổ về, con này như ở đâu còn. Tặng 39.000, size 22 đổ về chị em mình nhá. Siêu nhân. Vàng hết rồi Thanh Hồng ơi. Hết rồi nha. Lên luôn dùng nguyên cái này. Canh biết mới có áo bé mà không chốt được, tiếc quá à. Và 22 hết rồi, để Nguyên dồn thử. Nguyên sale nó gọn kho thôi. Siêu nhân cho chị Nguyễn Thanh Thu. Chị ơi, chị Thanh Thu lên cho em cả địa chỉ trên like nha. Lên rõ cả địa chỉ trên like giúp em nha. Lớn bé gì cũng xả hết. Cái cọc này nè. Quay số máy đây. Cọc này đẹp nè. Cọc này đẹp nè. Con này nãy xe giá mấy ta. Vải này cực kỳ mềm luôn chị em mình ơi. Size 18. Size 18 nhé. Siêu nhân không có size to.
áo vàng treo từ từ nhé. Siêu nhân em đang hết, từ từ chờ em xíu, em coi siêu nhân còn size gì xíu nè em lên, chờ em xíu siêu nhé. Từ từ siêu nhân từ từ. Cái này không tới 18, cái này 15-16 thôi. Con này 15-16. Bé trai nha, 15-16. Những cái con này thì trẻ mình cho nó mang quanh năm cũng được. Mềm lắm luôn, đẹp lắm. Con này mềm đẹp nhá. Cái này là 16kg mà lẹo miệng. 16kg. Trời ơi, em không biết được mấy cái rồi đó. Nha, lên luôn chuẩn mã này 16kg. Bán tặng luôn trẻ mình con này. 49.000. Cái này toàn xe nhí mà. Hàng này hàng xe nhí mà. Con này hàng xe nhí mà. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, giá là 49.000 luôn. Không có xe to đâu. Không có xe to. 45.000 nó luôn đi cho nó gọn. 45.000. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 45.000. 45.000 đi, chị đi bò cái. Đi bò cái. Xem áo gió nữ đằng sau chị ơi, chị những cái mã áo gió thì chị vô trang cá nhân của em, chị tham khảo giùm em nhé. Chứ like cái mã này mà chị em mình hỏi mã khác là chịu luôn. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này. 45.000. Không tin nổi đâu chị em mình ơi. Phải nó đẹp lắm luôn ấy. Này. Này. Cái này cho chị Phượng Lê Nguyễn Công Trứ này. Phượng Lê Nguyễn Công Trứ này. Rồi nhá, lên chung mã nâu. Nâu này là nâu size 16kg. Và bán tặng luôn. Gần sáng. Lên mã nâu luôn dùng nguyên. Chúc nâu luôn dùng nguyên nhá. Nâu trẻ mà lên rõ màu luôn dùng nguyên. Nâu size 16. Lên mã nâu size 16 luôn dùng nguyên. Chúc nâu size 16 nhá. Nguyên đi luôn trẻ mình mã này mã tặng 45. Tranh thủ với trẻ mình thôi. Không mấy khi có giá này nhá. Không mấy khi có giá này. Nha, lên luôn dùng mã nâu luôn dùng nguyên còn xám này. Còn một con xám size 16 này. Đây luôn trẻ mình nó 45 này. Ở trong của nó này. Chị ơi, chị Phạm Bích Phương ơi, comment rõ luôn dùm em. Là màu kèm luôn dùng số ký. Phải có nhầm để còn mà biết nhá. Chứ còn cứ lên 45.000. Chả biết đường đâu mà chốt nha. Lên luôn những mã này là mã xám. Xám size 15. Xám size 15. Còn một cái 12 và con cái size 14 nha. Chị nào lấy mã xám lên xám. Rồi cam luôn dùng nguyên. Cam có đường này con. Cái này còn một ri. Còn đúng một ri. Từ 10 đến 16kg. Okay. Từ 10 đến 16kg nhé. Lên luôn dùng mã cam. Chị em mình nhìn con áo này. Lên mã cam nhé. Cam nặng đưa luôn chị em mình 45.000. Dài lắm. Con này dài lắm. Tên con một cam này dài lắm. Mà đi chị em mình 45.000. Ly chốc cái gì? Này, này chị em mình nhìn 14kg này, cái loại chị em mình nhìn 14kg là 2 cái sao nè. 14kg không chia sẻ chịu luôn. Này chị em mình nhìn nè. Con này muốn đi luôn chị em mình là 45.000. Lên mã cam luôn dùng cái này còn một ri. Từ 8 đến 15kg. Lên cam luôn dùng nguyên kèm luôn dùng nguyên số ký. Đẹp quá chị em mình nó. Đi bán 45.000 nó tiếc lắm, cái nào không có size to. Nên là nguyên sale luôn cho nó gọn nha. Cam 14 cho Ngô Xuân Phượng. 14 cho Ngô Xuân Phượng. 14, 15 nhá. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên từ 8. Giờ còn 8 đến 15kg. Và nguyên đi luôn chị em mình là giá 45.000. Nhận hàng con này giật mình. Nguyên nói thiệt luôn ý. Chị ơi, chị không lên rõ em chốt cho chị Hà Phạm. Hà Phạm 16kg hết. Rồi ok, còn 12, 13. 10 quên lộn. 10 quay đầu, 10 12 quay đầu, 13 quay đầu, còn 2 cái thôi. Khoảng đây luôn trẻ mình 45.000 nên trẻ mình tranh thủ nha. Chị nào mà cứ comment trống trống không chả biết là chốt cái gì hết. Có chị Yến Nguyễn này. Chốt lại nhầm của chị em mình mất công, hàng đã sale rồi mà đi đổi về đổi thế đổi lưu mệt lắm. Nha, rồi ok, còn cái size 12kg. 23 này. À, không có được một cái, chị Nguyễn Phương lấy chốt nhé. Còn được một cái thôi. Ok thì chốt nhé, đây luôn trẻ mình 45. Rẻ quá, Nguyên nói thiệt luôn ấy. Trời ơi, bán mà tiếc luôn. Mà còn lẻ tẻ. Còn lẻ tẻ. Cái này còn mấy cái này. Hồi nãy con này tặng 65k đúng không? Tặng 65.000 luôn. Không, tặng 65, con này 22-25kg này. Con này từ 22-25kg. À, chị nào mua con nào là biết. Đẹp lắm, chắc đẹp lắm. Nha, lên xuống mã hồng 22kg. Nguyên đi chị em mình 65.000. Hồng 22kg 65.000. Chị nào lấy hồng 22. Đáp luôn cho chị em mình mấy con này cho nó gọn. Lên hàng lớn, lên hàng lớn, lên hàng bé nhưng mà làm biếng cái hàng bé này lắm. Con này size 15. Không có 20 chị ơi. Con này size 15. Lên màu này màu gì ta? Màu này màu chi đi sao? Hồng 22kg cho Huyền Anh. Cho Huyền Anh lên thông tin cho em nhé. Lên thông tin cho em. Rồi Huyền nha. Anh lên thông tin nha. Lên luôn dùng con này màu gì đây? Màu gì đây không biết, size 15kg. Sô-cô-la. Size 20 một con. Cam hết rồi. Cam hết rồi. Cam còn cái này.
Không, còn cái nó size 13 cái vậy. Con này size 20 rồi. Con 20 rồi. Hồng này size 20. Hồng này size 20 nhá, đẹp lắm. Chưa nha. Đẹp lắm. Nha, chị nào lấy hồng size 20 lên hồng 20. Không đủ cặp, chị My lấy hồng chứ không đủ cặp đâu. Em đi chị em 65 nghìn đó. Hồng 20 dịu 20 lên. Dịu lên. Không bán không có, không có, không có, không có. Rồi nè. Rồi nguyên còn cái size 15. À 20 còn cái nè ba. 20 cho chị Băng Như. Phương cho hai cái em nâu và cam. Nâu đủ. Thôi. Hồng cho chị Băng Như. Hồng cho Băng Như. Rồi còn cái 15, hai cái size 15 quay đầu. Hồng 15 quay đầu 65. Hồng 15 quay đầu 65. Chị em mình cứ nhận cái con hào bán như vậy em mà nó. 45 nghìn cứ về xem chắc dùng nhé. Rồi nha, lên luôn dưỡng mã hồng. Hồng có 2 size 15. 65 nghìn. Giá này giá tặng còn kho đó. Chị em mình tranh thủ nha, còn 2 hồng. Còn 2 hồng mà nào lấy hồng lên hồng luôn dưỡng đi nhé. Ờ size gì đó? Size 15. Hồng size 15, 20 hết rồi chị Thu Trần ơi. Hồng size 15, 14 á, 14 thì đồng huyện được. Ok, đồng huyện. Rồi cái này lên mã xanh. Xanh 10, xanh 10, xanh 14. Nha, đây luôn chị em mình mã này, đẹp lắm chị em mình. Chị em mình nhìn cái độ mềm của nó này. Cái này mang cho nó quanh năm cũng được. Cái gì mà hồng 20, cái này 10 ký này. 20 hết rồi, nguyên còn 15 đổ về thôi. Nè chị em mình nhìn nè. Không có, cái này không có 30kg, 30kg còn gì. 30kg là hết sành, xanh áo gió rồi. Không còn áo gió. 15 cho Phương Kinh Lê. Phương Kinh Lê. Cái này 10 lên mã xanh 10, 45k luôn. Xanh 10kg, 45k nhá. Chị nào lấy xanh 10 lên xanh 10 luôn, dùng nguyên 45. Nha, xanh 10, xanh 12 và xanh 13, 14. Có 3 cái màu xanh. Nha, 20 em hết rồi chị Xu Hoàng ơi. Lên mã xanh 43.000. Cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên trẻ mà nó. Lên luôn dùng mã xanh nhá. Chốt lên xanh kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhá, 10 là cái xanh 14 lấy số 4 á hả, 14 cái gì thị hương hồn, 10 lấy số 1 cái gì giang pha, 10 lấy số 1 cái gì giang pha, 13 hết còn 12 sao làm à, mua 45.000 sao, 12 cho Ngô Ngô Xuân Phượng hết nhá. Chờ em xuống đi cột cái đầu tóc đi cho nó gọn đi. Má hồng hồi nãy là sẽ làm hết đúng không? Rồi còn ít cái mã khủng hoa này sau lên rồi. Mã siêu nhân này lên bán tặng đi. Siêu nhân á, không sợ cắt. Ở đây, đây cái cọc nó bỏ lên cho ngay kim bàn lên cho sợ đi. Xanh hết rồi, xanh hết rồi. Hết xanh rồi, còn có con màu này nè. Còn có con màu này, ê ê xả trên cây nó còn con lót lông, nó lên mã 110 luôn đi. Còn một con màu xám này nè. Chị nào lấy xám lên xám. Lên mã xám này là size 15 nè. Xám size 15 nè. Xám size 15 45.000. Rồi một con lót lông này hàng 135 này chị em mình, con xinh lắm. Size 18. Con này size 18 lên mã 110 luôn. Cái này lên chị em mình là lên lỗ đó. Chị em mình đi bắt gặp con này đều là rơi vào 180 một con. Thôi chị em mình nhìn. Từ đâu một túi hộp nhá. Lót lông miệng bên trong, size 20 đổ về. Lên mã 110. Chị nào lấy mã vàng 110, size 20kg luôn dùng nguyên nhá. Thứ còn có cái thì. Ừ, cái này cũng còn nó được cái. Cái này bán chạy cực kỳ nhiều luôn. Chạy cực kỳ nhiều con này luôn. Con này đẹp mà lại rất là rẻ. 110 cho Thanh Hồng. Con này đẹp mà lại rất là rẻ luôn. Nha, chị em mình nhìn nha. Con này có cái thôi. Còn đúng một cái thôi. Size 25. Size 25. Sau lưng còn xám à? Toàn liền. Sau lưng còn một con xám size 15 luôn. Còn một con xám size 15 nữa nè. Chị nào lấy xám size 15 nè. Chị Thanh Nguyên. Thanh Nguyên. Thám Nguyễn. À Thám Nguyễn. Nhìn răng ra Thanh Nguyên. 45 à? 45 luôn. Cái này cũng đẹp luôn chị em mình, 79.000. Size 25, 28. Đẹp lắm. Không, không, hết rồi nha. Cái này mang bao ấm luôn, cũng là dòng túi hộp nhá.
chốt lên luôn những mã này là mã tặng 79 luôn. Hết rồi, con này trả sốt rồi. Không còn con này. Chạy này xỉ nha, Nguyễn chạy cũng nhiều. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã 79.000. Thì nào lấy mã 79 lên mã 79. Con này mã 110 luôn này, nót luôn nha chị em mình. Nót luôn và size 15kg. Đẹp chưa? Quay cặn luôn chị em mình. Khóa của nó là khóa chống trượt. Cái con nãy thì đặng nhã ca 79.000. Con này khóa của nó là khóa chống trượt nha chị em mình ơi. Túi hộp size 15. Lên luôn những mã 110 màu đỏ. Size 15kg, size S, toàn bộ là khóa chống trượt nha chị em mình ơi. Nha. Lên luôn những mã đỏ. Đỏ 15kg lên luôn chị em mình 110. Áo con đang mang em sắp lên rồi đây, còn ít. Ôi cái này còn sót một con. Còn sót một con. Nha, đây luôn chị em mình con này. Size dưới 15. Size dưới 15 cho chị Mỹ Hạnh Mai Thị nè ba. Mỹ Hạnh Mai Thị. Con này dưới 15 thôi. Lên mã này hồi nãy sale bao nhiêu tiền ta? 39.000. Không phải. Phải không con này hồi nãy đầu lao rồi sẽ sale mấy? 39.000. Ôi trời ơi. Bomber. Lên mã bomber nhé. Chốt lên mã bomber 39.000 nó luôn, giá này giá tặng còn không. Còn nó 110. Nha, lên mã này mã bomber. Lên mã bomber nhé, size size nãy size gì? Size dưới 15 nhé. 39.000 nó luôn. Chị nào lấy bomber lên bomber luôn dùng nguyên. 39 cho chị Nga Trần. Nga Trần. Em lên giờ đây từ từ chờ em xíu xíu. Em sale nốt mấy con này. Bà đã ba cắt cái áo siêu nhân rồi. Ít siêu nhân đỏ rồi. Không còn à. Còn cặp này. Lên cặp này luôn. Đây chị em 39.000 luôn. Bomber hết. Chưa chốt hết chị ơi. Chưa chốt hết đơn. Đơn còn chưa chốt hết. Chị em mình cứ thông thả nha. Xanh 39 còn hả? Thấy còn bất thị à. Thấy rồi thị à. Cái này toàn bộ là size size 15-18. 15-18. Cái này là 15-18kg nhá. Đây nó luôn trẻ mình con này luôn. Cái này toàn bộ là size 15-18kg là chốt ok. À từ từ. Cho nó cao lên xíu. Lên mã này mã tặng à. Siêu nhân. Tặng siêu nhân nhá. Đây trẻ mình nhìn. Nghĩ mà bán 39.000 thì không biết tiền vải ở đâu mà tiền công ở đâu luôn. Chị Thái Nguyễn hồi nãy giờ có số điện thoại chưa? Chưa, Thái Nguyễn lên thông tin đi. Lên nghe. Thông tin nhá, chị em mình đã chốt đơn, đã bỏ thời gian ra coi like, cuối cùng có thông tin rất là mệt. 18 đổ về. Nha, lên luôn dưỡng mã tặng siêu nhân. Con này toàn bộ ở trong là lót nỉ dày như thế này. Con này quá rẻ luôn, tặng 39.000 luôn. Cho nó gọn nhá, theo siêu nhân. Size 18, cái này còn cọc này một size. 18 đổ về là chốt đẹp nhá. Lên mã này là 39.000 gọn kho. Chị nào lấy siêu nhân. Chốt lên siêu nhân luôn dùng đi nhé. Nó rẻ, nó thật sự rẻ quá mức cái chị em mình ơi. 39.000. Nha, tiền công không đủ tiền công mai luôn. Một con áo khoác này. Chốt lên luôn dùng mã tặng siêu nhân 39.000, còn size 18kg đổ về nhé. Lên mã siêu nhân 39. Giá này rẻ hơn người ta đi bỏ sỉ nữa. Rẻ hơn người ta đi bỏ sỉ luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên chuẩn này là hàng xã luôn. Nha, 39.000. Cho chị Nguyễn Thị lấy cái. Nguyễn Thị lấy cái, lên mã 39k luôn dùng nguyên nhé. Cho chị Nguyễn Quốc Huy nè. Nguyễn Quốc Huy nè. Phạm Bích Phương này. Phạm Bích Phương nè. Em đang qua chờ em xíu nhé. Phạm Bích Phương nè. Cho chị Yến Ngọc nè, còn một size. Yến Ngọc còn một size. Đặng Nhã Ca nè. Đặng Nhã Ca nè. Giá này là giá dọn xả kho, nên là chị em mình cố gắng. Mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ luôn dùng nguyên. Yến Ngọc rồi đúng không? Lên đơn kèm thông tin trên like luôn cho em à. Chị nào mà không có thông tin là bó tay luôn ấy. Cố gắng lên thông tin trên like luôn giùm em nhé. Cố gắng lên thông tin trên like luôn giùm em nha. Đặng Nhã Ca rồi đúng không? Yến Ngọc rồi đúng không? Yến Ngọc chưa có thông tin bỏ riêng ra đi ba. Yến Ngọc thông tin đi. Lên thông tin trên like cho em đi chị ơi. Không có thông tin là bó tay luôn ấy. Chị Nguyễn Thị Lý cũng có thông tin nè. Nguyễn Thị Lý lên lại thông tin trên like cho em đi. Cho chị Nguyên Hồng. Chị Nguyên Hồng. Nguyên Hồng. Chị ơi, chị Nguyễn Thị lấy lên cả thông tin lại trên like cho em nhé. Chị Trần Quỳnh Thi nè, chị nào không lên thông tin mất lượt đấy. Trần Quỳnh Thi, rồi còn nót một con thôi. Chị nào lấy lên luôn dùng Nguyên nhé. Còn nót một con, Nguyên đi luôn cho em mình. Đây đây, con áo con đang mang thôi hè. Lên mã áo con đang mang, xíu nó có còn áo hấp đi bé cũng lên luôn cho em mình trên like. Bóc trời, sợ mấy con áo mà sợ đang mang quá. Chị Nguyễn Thị lấy lên lại thông tin trên like dùng Nguyên nhé. Ok, đó rồi. Siêu nhân cho chị Huyền Lưu. Ok. Huyền Lưu. Lên bộ thun thái à? Thun thái đi hồi trưa rồi. Bà đang thái đúng rồi. Thấy? Đang thái cái kiểu này. Còn ba. Ba từng nơi cá thôi, hết rồi. Cái này xỉ xong còn có mái cá thôi.
Con này là dòng Boris nhá, đẹp lắm, 55 đổ về chị em chút đẹp đây chị em, mình đứng xa chị em mình nhìn phô. Đứng xa ba cò trong nó còn đứng xa chị em mình dòm cái phô của nó. Size này chị em mình 55 đổ về chị em chút ok nhé. Còn okay. Ở từng này con thôi, ok. Từng này con thôi. Dòng Boris xịn nha, Boris kiểu có cổ. Nguyễn lên công ty nha. Có cổ nhá. Đơn giản dễ mang mà lại đẹp. Này còn được à? Ba con thôi. Ba con thôi. Một con màu vàng và hai con màu cam. Đây chị em mình nhìn form đẹp chưa? Đây luôn chị em mình con này giá lên chị em mình là 59.000 con. 59.000 con nhé. 59.000 lên mã cổ vàng và cổ cam. Nó thật sự giá nhà Nguyên thì thích cái mẫu nào là phát thôi. Chứ đừng có lăn tăng về giá. Nếu như mà chưa đi đơn em sẽ chủ động gộp đơn vô nhé chị ơi. Nha lên luôn cho mã này là mã cổ vàng. Vàng cho bi bo, cổ cam. Cam cho cam cho Na Ngọc, hết vàng nhé, hết vàng nhé. Hết vàng. Vàng cho bi bo. Cam cho Na Ngọc. Cam cho Na Ngọc. Còn một cam. Cũng không ngắn lắm, nhưng mà hết rồi. Hết rồi, em bán hết lâu lắm rồi. Hôm bữa sale 49.000. Còn một cổ cam, chị nào lấy cổ cam lên cổ cam bao đẹp nhé. Cổ cam thôi, hết cổ vàng rồi. Hết cổ vàng rồi, 55 đổ về 59k nhé. 55 đổ về thôi và 59k nha, hết cổ vàng, hết rồi. Hết rồi. Cam. Còn cam cho chị Phạm Ngọc La. Phạm Ngọc La. Cho chị Phạm Ngọc La. Rồi cho lên mẫu khác đi ba. À, cho lên màu vàng NY, cái thay cái áo ông đang mang. Thay áo ông đang mang ra nhé. Chào một xíu xíu. Toàn bộ là Boris hàng đẹp hết. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con nè. Tiếp luôn dùng nguyên con nè. Cái này có 3 con thôi. Cái nào mà em đọc tên là có nha chị. Trời ơi, cái này dạng cà rốt tốt. Cho Hạ Nguyên à. Đây, tính còn cá chưa cho Hạ Nguyên có ai. Chưa cho chị Như Hà lên trước đi. Cho chị Như Hà lên trước đi. Cho chị Như Hà lên trước đi. Ok, bỏ chị Như Hà đi. Tháng 8 còn đây mà ai bỏ hết nè. Tháng 8 còn máy xếp đây nè. Hết vàng rồi nha. Vàng kiểu này. Nha, vàng kiểu này. Bạn đang mặc chốt rồi đó. Cho chị Như Hà nha, chị Như Hà lên trước. Cái này chị em mình 55 đổ về chị em chút đẹp. Na Ngọc có cái cam rồi. 55 đổ về là chị em chút ok nhé. Cái gì? Cái kẹp. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con áo con đang mang luôn. Con áo con đang mang crop top nhé. Con đang mang là dạng crop top. Cũng không có phải ngắn lắm, cái này chị em nít căng váy cũng đẹp. Ok, chị Nga Trần, con này đi chị em 59.000. 59.000. Cho chị Châu Bích lên thông tin cho em. Châu Bích lên thông tin đẹp lắm chị em mình ơi. Cái này chị em nít căng váy cũng đẹp. Có cổ nhá, có cổ nhá. Đây luôn chị em 59.000, còn một con đang mang nữa này. 59.000 một em nhá, đẹp lắm chị em mình nhá. Boris và 55 đổ về chị em mình chút ok. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Lên luôn những mã này là mã cổ vàng hoặc là lẫn vàng luôn dùng nguyên. Cái giá lên cho em mình là 59.000 nhá. Còn một em, còn một con đang mang nữa là hết. Nha, còn thun thái xíu nữa lên sao. Thun thái còn ít lắm, còn ít lắm. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên. Cho chị rồi. Trần Thị Thúy Kiều, đây nè. Trần Thị Thúy Kiều nó là hết, giãn nhiều lắm chị em mình ơi. Giãn nhiều lắm, cho màu khác đi ta. Cho màu khác. Một cam. Nha, một cam. Một cam hết vàng rồi chị ơi. Lên cam dùng nguyên nhá. Lên cam giúp nguyên. Chúc lên cam luôn dùng nguyên. À, cho chị vợ Dương Mỹ Duyên luôn. Ok chị nhá. Rồi nha, lên trong mã này. Cảm ơn mã này là mã cổ. Áo crop top on form như. Đấy, Thế Nguyên đang like mà. Hết vàng rồi. Hết vàng rồi nhá. Lên cam luôn dùng đi. Form này nó dài hơn xíu. Đẹp lắm vậy em mình ơi. Hàng này toàn bộ nếu có sale bình thường sale 69.000 đó. Sale 69.000 đó. Lên mã này là mã cam. Cam này form dài hơn nhá. Cam này form dài hơn. Chị nào lấy mã cam dài 59. Na Nguyên lên ký hả? Không. Có lên đâu. Cũng từng nớ à. Từ từ chờ em xíu. Lên mã cam dài. Cam dài 59 cho Bibo. Cam dài 59 cho Bibo.
lên mã cam luôn dùng Nguyên. Cho chị Nga tràn hai con cam. Nga tràn hai con cam, còn hai con một cam. Hai con một cam đã hết cái giá 59.000 con nhé. À, áo siêu nhân. Siêu nhân mua có. Làm gì mà con siêu nhân đẹp lắm chị em mình ơi. Nha chị nào lấy cam lên cam luôn dùng Nguyên. Giá ở đây luôn chị em mình là 59.000 đẹp lắm. Những con này chị em mình đừng có lăng tăng gì hết. Giảm nhiều lắm. Từ từ siêu nhân để coi còn này. Cam này phong là phong dài hơn xíu này. Lên mã cam dài. Áo Nguyên đang mang hết rồi. Hết rồi nha. À, có này chốt chưa? Chốt rồi. Chốt luôn rồi. Rồi ok, còn hai con một cam nữa thôi. Chị nào lấy mã cam lên cam luôn dùng Nguyên nhá. Đấy, cái màu cam đây này. Cái này phong cà rốt top nè. Phong này phong cà rốt top luôn đó. Chứ cho cái mã đi ô nó là gì đó ba coi. Còn đi ô nó là mã gì đó. Đi ô vàng, có cổ không? Đẹp chưa? Cho xả lên. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, con này nó đẹp quá. Trời ơi, phát ngay vào luôn con này đi chị em mà nói. Chị em mà nhìn đằng sau của nó nè. Đát nhá. Đằng sau của nó là nó in đát nè. In đát nè nè. Những cái mã này người ta in nè. Chị em mình chỉ cần giặt ra, chị em mình vũ lên là chị em mình treo lên là không có bị dính ở đây. Nè. Đẹp chưa? Dương Mỹ Duyên có rồi nè. Lên con này có con thôi. Ai lấy phát nhanh tay luôn dùng nha. Cái này thả ra cũng thấy nó đẹp. Thả ra nó cũng đẹp, không cần đóng thùng nhé. Vàng Đức Nguyễn. Vàng Đức Nguyễn con này đẹp lắm. Vàng cho Đức Nguyễn. Thả ra cũng thấy nó đẹp. Lên mã đen giống như con vàng lúc nãy, giá 59.000 nhé. Giá lên trẻ mà 59.000. Này. Xin chưa, cái này là cái phần like của nó đó. Lên luôn dùng mã đen và toàn bộ dòng body rip với chị em mình nhé. Lên luôn dùng mã đen. Đi ô nhé, cái này đi ô nhé. Nè, đẹp chưa? Cái chân của nó là màu đen, à màu trắng nhá, nó mix màu trắng. Lên mã đi ô hết vàng nhá. Lên mã đi ô những cái con này chị em mình không cần đóng thùng nó cũng đẹp. Nha, những con này không cần đóng thùng nó cũng đẹp. Lên luôn dùng mã đen. Đen dùng Nguyên nhá, giá lên chị em mình 59.000. Đen cho Nang Ngọc đẹp lắm. Tuy nhà Nguyên chạy thun thun thì chị em mình khỏi phải lăng tăng. Chị Châu bích một cái, kim Nga nữa, cái này hết. Kim Nga nữa hết. Nha, lên chân nu, nu có một cái, bỏ lên chờ sẵn. Nu có một cái đó, 59.000. Nha, 59.000 nu, chị nào lấy nu lên nu luôn dùng Nguyên nhá. Ôi trời ơi, nu. Comment lên nu luôn dùng Nguyên toàn bộ là bo rip với chị em mình thôi. Con này phôm dài. Sai máy cái vừa em. Cái này mà để mang đẹp là 55 đổ về nhá. Ok, kim Nga có rồi. Cái này những cái mã này do người ta gấp ấy, hay chị em mình chỉ cần là giặt là chị em mình chỉ cần vũ phát treo lên là không bị dính nữa. Rồi nhớ luôn dùng những cái gì có hàng in là chị em mình giặt nên vũ đi. Nên vũ ra bỏ lên cho bà xã đi xã. Coi còn màu gì bỏ lên xã bắp cho nó nha. Này những cái mã này đã đang lên cái mã này nè. Đang lên cái mã này là dịch cỡ này. Rồi nha, lên chung là nu. Nu này cho chị Nga Nguyễn. Nu cho Nga Nguyễn. Ok, nu cho Nga Nguyễn. Nu. Nu 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 đẹp lắm chị em mình ơi. Mà 59.000 mang con này đi chơi test vô tư. Nha, ok cho chị Nga Trần. Nga Trần có hai con màu trắng. Y như thế này có hai con màu trắng không cần mở nữa chị em mình nè. Y như thế này hai con màu trắng. Nha, lên luôn dùng mã trắng. Trắng. 59.000 rồi con này phun crop top. Lên mã này là mã lửng đen. Lửng đen 59. Chị nào lấy lửng đen 59 chút lên luôn dùng Nguyên. Comment mã lửng đen 59.000. Thung thái tí xíu nữa còn ít, có cả thấy đùi có cả thấy trắng cho Lan Ngọc. Thấy ngố, Nguyên lên sau nhé. Đen. Đen hết rồi chị ơi. Đen hết rồi chị Thị nữa Lê ơi. Đen này đen lửng, trắng cho Lan Ngọc, trắng cho Kim Nga, trắng cho Kim Nga. Đây phô Nguyên đang mang luôn. Nha, mai gọi chút đơn chị với Nga Nguyên. Lâu quá à, có cái. Có cái tới tuần rồi. Lên luôn dùng mã này đen lửng đi dễ mà nè. Giống y cái phone đang mang ấy. Lên mã đen lửng, lên rõ đi chứ sợ bị nhầm mạng chậm là sợ nha. Lên mã đen lửng. Nguyên đây luôn chị em mà là giá 59.000. Nguyên rẻ lắm, nói thật sự luôn những con này. Đen lửng cho Phan Hương. Đen lửng đây nè. Mã Nguyên đang mang hết rồi. Đen lửng cho Nga Trần, Phan Hương. Nga Trần, Phan Hương. À, riêng từ từ chị ơi, riêng từ từ nhé. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã đen lửng. Bộ thun 49 chắc đẹp không ngờ luôn. Cứ yên tâm mà lấy hàng của Nguyên mà bán. Cái nào mà về mà chắc không ưng là Nguyên cũng sale hết. Ví dụ như hàng mà về chắc không ưng phát, Nguyên kêu là hàng này chắc cũng vừa thôi. Thật sự luôn, nếu như mà vừa chắc á là vừa thôi. Hoặc là Nguyên không bán nữa, Nguyên trả lại cho chị Phượng Đỗ. Phượng Đỗ. Rồi nha, lên chung mã lửng đỏ. Mua con này mang đi chân, biết chân váy đi chơi Tết này. Còn con lên mã lửng đỏ. Lên mã lửng đỏ. Chúc lên lửng đỏ dù Nguyên nhé. Comment mã này là mã lửng đỏ luôn dù Nguyên nhé. Lửng đỏ con này mang đi chơi Tết là vô tư nha, mix với chân váy đi chơi Tết. Lên luôn dùng mã lửng đỏ luôn dù Nguyên. Comment mã lửng đỏ nhé. Lên luôn dùng mã cổ đỏ có hai con. Cổ đỏ có hai con nhé. Lửng đỏ có 1 con. 59.000 quay đọc. À quên, 59k. Này.
đẹp chưa? Tính đỏ cho Trường Thịnh, mang những mua những con này A11 mang đi là ok, quá hợp lý luôn. Đây còn con này sao? Ok rồi, đây con một con cổ đỏ. Nha càng. Còn lẫn đỏ à? Thấy lẫn đỏ rồi. Thấy lẫn đỏ rồi nha. Thấy lẫn đỏ rồi. Lên mã này là mã cổ đỏ đi. Cổ đỏ phôm này phôm dài hơn nhá. Nè. Đẹp chưa? Mà đây dẻo mà 59.000. Đây mã cổ đỏ và toàn bộ là dòng này dòng rít nó dẻo mà nó. Con này toàn bộ là dòng rít hết á. Chị nào lấy mã này là cổ đỏ chị Ngọc Thảo Nguyễn. Ngọc Thảo Nguyễn. Ok Ngọc Thảo Nguyễn con. Đang lửng chị ơi, cái này là 55 đổ về chút đẹp nhá. Giãn nhiều nó coi giãn theo phôm nha. Cổ đỏ cho Na Ngọc cái. Na Ngọc cái, bi bo cái. Bi bo cái rồi còn cái. Lửng hết rồi chị Trang ơi. Hết rồi nha. Con này lên mã cổ đỏ là ok. Chị nào lấy cổ đỏ lên cổ đỏ đem chị em mình là 59 thì có mã cổ đỏ 59 luôn dùng nữa. Rồi, cổ vàng có con. Cổ vàng đang có con. Chị nào lấy cổ vàng chút lên cổ vàng. Cổ đỏ cho chị Nguyễn Minh Vy. Cổ vàng có một con duy nhất. Một con duy nhất nhá, lên mã cổ vàng. À, chị ơi, chị Nga Trần nãy giờ không có thông tin gì hết à? Ôi, chốt nãy giờ mà không chưa có thông tin gì luôn. Lấy thông tin trên live cho em đi vậy ơi. Lên thông tin trên live nhà em đi. Cổ vàng cho Bibo. Chị Nga Trần không lên thông tin lại em bỏ ra hết nha. Lên thông tin trên live cho em đi. Nha, rồi ok này. Nga Trần. Rồi nhá, lên chung mã Gucci đỏ. GC đỏ là ok, có 2 con. GC đỏ có 2 con. Cổ vàng hết rồi. GC đỏ nhá. Đẹp lắm chị em mà nó. Mang con này chị em mình mix chân váy đi quá ok luôn. Cổ vàng hết hay chị em mình nhìn cái độ dạng của nó này. Boris nha. Còn lên khoác bé gái không? Em còn ít ít em like đang xem nhá. Lên luôn dụng mã này. Chị Nga Trần lên thông tin nha. Còn không lên thông tin là không chốt đơn nữa chị Nga. Nha, lên luôn dụng này. À, cho chị Hằng Nga cái. Cổ vàng hết. Hằng Nga cái. Lên thông tin nha. Còn không lên thông tin là không chốt nữa nha. Rồi nhá, lên chung mã này là mã của ca. Này. Trời ơi. Chị em mình nhìn cái tay của nó này. Chị em mình nhìn tay của nó này. Đẹp lắm. Mà toàn bộ con này chắc có tông tàu. Nha, lên chung mã này là mã của ca. Lên mã của ca. Đổi ấy hả chị ơi? Đổi hình đại diện hay như thế nào ấy mà không thấy lạ lắm. Lên lại cái số điện thoại cho em đi đã. Lên lại cái số điện thoại trên live cho em đã nha. Cổ vàng làm gì có hàng Nga. Cổ đỏ thôi chứ làm gì có cổ vàng. Chị Nga Trần nó ghi cái số điện thoại lại cho bà sẵn. Chứ hồi tìm không ra đâu. 0763 0763 570008. Lên cái số điện thoại trên live cho em đi ạ. Lên cho em một lần cái số điện thoại trên live đi. Khách cũ mà đổi hình đại diện chắc là tìm không ra luôn. Đó là cố gắng lên cho Nguyên cá cái số điện thoại này luôn dùng Nguyên nhé. Rồi nhá. Không, bên này nó đâu có ra đâu. Chị chưa lên bên này nó không, phần mềm nó không lưu. Ok này. Ok này. Lên mã này là mã cổ tím. Gucci đỏ cho chị Phương Trinh Lê đi ba. Ôi trời ơi, cái này lên mã lẫn tím. Cái này phô Nguyên đang mang này. Cái này là phô Nguyên đang mang này. Chốt lên luôn cho mã lẫn tím dùng Nguyên nhé. Cổ cam còn không? Lẫn tím chị ơi, chị nào lấy lẫn tím lên lẫn tím luôn dùng Nguyên. Lẫn tím nhé. Ok. Chốt lên mã lẫn tím luôn dùng Nguyên. Này. Con này chị em mình 57 vô tư. 57 vô tư lên mã theo trắng. Hình thì lẫn tím cho Thủy Thủy. Ghi Thủy Thủy quen đi, ba ghi Thủy Thủy. Thủy Thủy này Thủy Thủy gì ta? Thủy Thủy lên số điện thoại đi Thủy Thủy. Quen đó nhưng mà có 2 3 Thủy Thủy luôn. Sợ nó bị nhầm. Lên mã này mã cổ trắng, sợ bị nhầm. Trắng cho bi bo. Đây còn một con cổ đỏ nữa chị nào chưa có này. Còn nó một con cổ đỏ, chị nào chưa có cổ đỏ lên cổ đỏ luôn dùng đi nhé. Cổ đỏ còn một con. Ai lấy cổ đỏ? Sắp hết rồi đấy. Lên mã cổ đỏ. Chốt lên cổ đỏ luôn dùng Nguyên nhé. 59.000 cổ đỏ. 59.000 cổ đỏ. Lên mã này là mã cổ nâu. Lẫn trắng để chị con hả? Ok đây nè. Lẫn trắng đây. Lẫn trắng đây. Cổ đỏ nhé. Cổ đỏ. Ok. Ok ghi Thủy Thủy này. Ok biết rồi, khách quen đó. Nhưng mà do khách trùng tên nhiều. Ok đỏ cho Bibo. Đây này. Lên mã này mã lẫn trắng. Lẫn trắng nhé. iPhone đang mang. Lên mã lẫn trắng để mang đẹp chị em 55 đổ về chị em chốt đẹp nhé. 55 đổ về. Hàng này hàng giả. Bỏ vô bì liền xả cho ông nè. Thái cho chị thái chị Thùy Thuận nhé chị ơi. Lên mã nu này cho nu cho chị Bibo. Nu Bibo. Lẫn trắng cho Ruby Thám. Đây này còn lẫn trắng. Đẹp lắm luôn chị em mà nói. Đẹp lắm. Hôm nay chị em mình 55 đổ về chị em chốt đẹp. Lên mã NY trắng luôn dùng. Đây. Chốt mã NY trắng. Đây là iPhone đang mang luôn. iPhone đang mang nha. Trắng đây, trắng có 3 con, trắng có 2 con. Trắng này còn 2 con.
Rồi nha, lên cho mã phối nu. Cho được rồi, Phan Hương với lại Phạm Đức. Cổ trắng là lửng trắng à? Lửng trắng là y mình đang mang này. Nhưng mà màu trắng thôi. Lên mã phối. Xuyên thu đi. Lên mã phối. Phan Hương với xuyên thu. Phối nhá. Phối này có một con thôi. Chị nào lấy phối, lên phối luôn dù nguyên. Phối con đi luôn chị em mình là giá. Có chứ, chị thị thuận nãy giờ mấy mã rồi đó. 55 đổ về, lên mã phối luôn dù nguyên. Phối nhân đi luôn chị em mình luôn, phối cho Bibo. Phối cho Bibo. Rồi nha, lên xuống mã gu tiền cái này phong dài. Con này đẹp nè chị em mình ạ. Phối hết nhá, phối còn con. Phối còn con 59 nè. Không, con chốt đi 55, 57 thôi. Con này 60 nhưng mà chị em mình mang body được, chị em mình mang ok nha. Lên luôn dù nguyên phối con hết rồi. Lên mã này mã Gucci, chị em mình nhìn này. Hàng này toàn bộ là body hết chị em mình nhé. Đẹp chưa? Mà đi 59.000 nha, chốt lên luôn dưỡng mã Gucci trắng. Gucci trắng lên chị em mình giá 59.000. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Để mang đẹp là 55 đổ về chị em chốt ok nha. Trắng nợ y hết rồi. À trắng này cũng nợ y à. Dưới nợ y trên Gucci. Ok, Bibo này. Bibo này, phối em hết rồi chị Trang ơi. Đây lên mã NI cũng được. Học chị học Lê à. Học Lê chưa có thông tin gì hết, bỏ qua bên đi ba. Lên thông tin nhá, còn không có thông tin cũng không dám chốt đơn nhá. Lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên live luôn Dương Nguyên. Nha, lên NI cũng được, công ty gì cũng được. Nha, phối hết rồi. Nha, lên mã NI hoặc công ty đều được nhá. À, có lẫn tráng xương thu chị nha. Chị xương thu có rồi nhá. Lên thông tin cho em rồi chốt đơn tiếp chị nha. Còn khách có đơn, chịu khó lên thông tin luôn Dương Nguyên nhá. Không có thông tin là bỏ tay luôn. Nha, đây một cặp này màu nâu. Cặp Lê lên thông tin nha. Xinh thế. Nha, chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng Nguyên đi. Chốt lên trắng luôn dùng Nguyên nhé. Cái nào Nguyên đọc tên là có. Có lượng trắng rồi nha. Cái nào Nguyên đọc tên là có. Ừ. Lên mã Caro. Caro, cái nào phôn lửng. Cái này khách không lấy Nguyên lấy luôn, Nguyên còn có cái thôi. Này, hàng giả nhá, mình toàn bộ trẻ mình nhìn về, đừng có nhận hàng. Ui ơi, con em này sao nó nhỏ thế. Vì cái này mang ôm body, nó co giãn theo form nha, để ý luôn dùng Nguyên nhá. Lên mã này là mã cổ hoặc là mã caro luôn dùng Nguyên nhá. Đây chị em 59.000 cổ hoặc là caro nha. Lên luôn chung mã xanh dương có con. Xanh dương có con. Caro cho đặng mỹ diện. Rồi nha, lên chung mã này là mã xanh dương. Này. Hôm nay chị em 55 quay đầu là mang đẹp. Bộ mũ bé trai còn không em 40kg à? 40kg à? Không còn gì ạ? Không còn 40kg. Lên luôn dùng mã này là mã xanh dương. Xanh dương nhé, xanh dương, caro hết nhé chị ạ. Thương tin đây ơi, thương tin đây hết rồi. Lên mã này, lên mã viền nu đi. Xanh cho Bibo, xanh Bibo. Lên mã viền nu nhé, viền nu. Cái này chị em mình mang đi làm vô tư luôn. Chị có con phôm dài chị em mình đi làm vô tư luôn. Nha, chúc mã viền nu 59. Comment lên mã viền nu 59. Nha, viền nu 59. Nha, chúc lên mã NI nè, phôm lửng nè. Lên mã lửng nu. Comment mã lửng nu, viền nu cho Bibo. Lửng nu luôn dù nguyên. Chúc mã lửng nu, viền nu hết rồi nhá. Lửng nu. Lửng nu phía sau là dạng in nhẫn nhẫn nhưng đang mang này. Đấy, chốt lên mã lửng nu. Viền nu hết nha. Lửng nu có 2. Thì nào lấy lửng nu, lên lửng nu. Theo NI cái này giống như đang mang này. Lên mã lửng nu nhá, 55 đổ về chị em chốt đẹp. Lên lửng nu cho chị Nga Trần. Nga Trần cái còn cái nhá. Còn cái. Viền nu em hết rồi. Viền nu em hết rồi nhá. Lên mã này là mã đáp. Đáp này nó phối dưới này. Viền nu hết rồi chị thôi thì Thuận ơi. Lên mã này là mã phối đi. Con này phôm dài phối chân như này, lẫn nu cho Thanh Loan. Tôi thám chậm rồi. Con này lẫn hơi dài. Con này phôm dài rồi. Lên mã dài nu đi. Lên mã dài nu nhá, chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Dài nu đây luôn chị em mình là 59.000 dài nu. Nha, lên luôn cho mã phối. Phối chân này. Con này phối chân này đẹp. Lên mã này mã phối này. Lên phối dài nu lên đúng mã đây. Dài nu cho Phan Hương. Nha, chốt lên luôn dùng mã phối. Phối có một. Phối. Dài nu rồi nhá. Lên mã phối nu luôn dùng nguyên. Còn lên mã phối nu dùng nguyên nhá. Phối nu. Phối. Đây dài nữa nè. Đây con dài nữa nè. Đây con dài nữa nè. Đây còn con dài nu nữa nè. Ok. Thì nào lấy dài nu lên dài nu luôn nguyên. Dài nu. Rồi màu đen. Đen. Còn một con dài nu nữa nè. Còn con dài nu cho Nam học. Ok nè. Đó. Rồi nha, lên chung mã này là mã cổ trắng.
Lên mã này mã cổ trắng. Lên mã cổ trắng dùng nguyên nhé, đẹp lắm chị em mà nó. Lên mã này là mã cổ trắng có 3 con form dài. Cổ trắng nhá, form dài con này xinh chưa? Đấy. Chúa chị ơi, lên mã này là cổ trắng có 3. Cổ trắng có 3, chị nào lấy cổ trắng lên cổ trắng có 3 con cổ trắng. Trang váy em đang mang hết rồi. Lên mã cổ trắng nhé. Trang váy Quân đang mang hết từ cái đời não đời nào rồi. Chứ giờ mà làm cái gì mà còn nữa đâu. Hết rồi nha, cổ trắng. Cổ trắng cho Thanh Lài Nguyễn. Thanh Lài Nguyễn con. Thanh Lài Nguyễn con. Rồi nhá, lên mã cổ vịt. Cổ vịt cũng có con. Cổ vịt này 55 đổ về chị em chốt đẹp. Chốt mã cổ vịt luôn diện 5 chiếc đẹp lắm chị em mà nó. Cổ vịt chị em mình thấy à, Nguyên hiếm hàng có cổ về đấy. Cái này về còn đóng chừa lại được ít này. Về mấy hôm rồi đấy mà đóng cho sỉ xong giờ mới dám like này. Đấy, lên luôn những mã này là mã cổ xanh. Cổ xanh hoặc là cổ vịt, mã cổ vịt đi. Lên mã cổ xanh cổ vịt, vịt cho bi bo. Vịt cho bi bo. Lên luôn dùng mã anh này là mã theo xám. Theo xám hoặc là viền xám cũng được. Theo xám hoặc là viền xám cũng đây trẻ mình là giá 59.000. Theo xám hoặc là viền xám giá 59. Những cái mã áo có cổ này dễ mà. Dễ mà. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã viền xám. Viền xám 59. Thì nào lấy viền xám 59 còn màu hồng mình nó xả luôn. Viền xám 59. Lên mã thỏ đen. Thỏ đen này form dài nhé. Thỏ đen này form dài. Đấy, lên mã thỏ đen. 59.000 thỏ đen dùng nguyên. Chị nào lấy thỏ đen chút lên thỏ đen 59 luôn dùng nguyên nhé. Thỏ đen 59.000 một em. Chị nào lấy thỏ đen lên thỏ đen. Lửng đen luôn à. Cái này lửng đúng không? Viền xám chút rồi đúng không? Viền xám cho Nai Ngọc. Này đẹp chưa? Lên mã lờ đen đi. Được chưa? Lên luôn dùng mã lờ đen luôn dùng nguyên. Đó. 59.000. Lên mã đen được không? Xúc lên đen luôn dùng nguyên. Có khác rồi. Đen nhá. Rồi lên luôn mã lửng hồng. Lửng hồng còn con. Lửng hồng nhá. Ai lấy lửng hồng lên lửng hồng luôn dùng giá 59k luôn dùng nguyên nhá. iPhone Nguyên đang mang. Màu hồng. Lên lửng hồng luôn dùng nguyên. Là đen cho Bibo. Vịt hết rồi. Vịt hết rồi. Là đen cho Bibo. Là đen cho Bibo. Con thỏ theo chị mình không chút á. Là đen cho Bibo được không? Là đen thấy gì xuống đâu em. Ờ. Rồi nha. Rồi nhá. Lên luôn dùng mã này. Lửng hồng, lửng hồng, lửng hồng cho chị Nga Trần. Nga Trần, Nga Trần. Đây này còn lửng hồng đây. Lửng đen là con nào? Lửng hồng cho Na Ngọc luôn. Từ từ có này phải lửng hồng chứ. Cái này dài rồi. Mấy con này phun dài rồi. Cái na viền rồi. Lên mã này mà cúc hồng. Cúc hồng nhá, cúc hồng. Lửng hồng hết rồi, đủ cái thắm rồi. Cái này hết lửng rồi. Cái này là phun dài. Phun dài, thỏ đen hết luôn rồi hả? Thỏ đen hết luôn rồi. Thỏ đen. Không, cái này không phải thỏ đen, phải theo thỏ không? Phải theo hình con thỏ không? À đúng rồi, ok. Cúc hồng cho Bibo. Cúc hồng cho Bibo. Cúc hồng cho Bibo. Từ từ để coi phải không? Không. Lên mã chữ hồng đi. Chữ hồng đằng sau của nó này. 59.000. Quần dài á, thích quần dài có quần dài. Quần dài dùng nhiều lắm. Lên mã này là mã dài hồng đi. Dài hồng đi. Rồi nhá, lên luôn chung mã này là mã NY hồng. NY hồng có 3. NY hồng có 3. Ở Ruby Thắm thích màu xanh không nè. Còn lửng xanh và lửng cam. Ruby Thắm thích màu xanh không nè. Thì lấy màu xanh nhá. Thấy rồi Lê Phượng nha. Comment mã này là mã NY hồng. Chữ hồng dài kìa ba. Chữ hồng dài hết luôn rồi. Nha, lên mã NY hồng dùng nguyên nhá. Chốt mã NY hồng toàn bộ là dòng body hết. Giả nhiều, ok xanh đi. Ok xanh với Ruby Thắm màng chậm quá. Ruby Thắm màng chậm quá. NY hồng cho Bibo. À, quần ring em không. Quần ring có những lộn xộn làm biếng quá. Còn lẽ tại cái like xong ri đang còn ít á. Cốc hồng nguyên hết rồi. Cái này cho Bibo nè. Rồi ok chị nào lấy NY. Lên mã NY luôn dùng nguyên á. Chốt lên mã NY luôn dùng nguyên. Comment lên mã NY luôn dùng nguyên. NY. Rồi nhá, lên luôn chung mã lửng xanh. Comment mã lửng xanh luôn dùng nguyên. Chúc lên mã lửng xanh. NY cho chị Đặng Lệ và dì Lê Phượng. Đặng Lệ hồi nãy hồng không? Hồi nãy hồng đúng không? Đặng Lệ và Lê Phượng, ok. Rồi nhá, lên chung mã này. Lê Phượng ghi Lê Phượng à. Lê Phượng ghi số điện thoại lại đi. Lê Phượng này nhớ có số điện thoại rồi mà ta. Chị Lê Phượng lên lại cái số điện thoại giùm em với. Lên lại cái số điện thoại trên line luôn giùm em với. Lên mã lửng xanh. Lửng xanh có 2. Lửng xanh đang có 2. Nha chị nào lấy lửng xanh lên lửng xanh. Lửng xanh còn 2 này.
Còn đây luôn chị em mình là giá 59.000, lẫn xanh còn 2. NI hồng hết rồi nhá. Chị Lê Phượng lấy lại cho em số điện thoại đi, khách cũ đấy mà có thông tin có đơn, đang có đơn á. Đang có đơn đó. Rồi nha, chị nào chưa có đây lại luôn dùng đi nhá. Còn em lên dùng nguyên. Ok. Cọc này là cọc gì đây ta? Áo dài tay à? Rồi. Lẫn xanh kìa ba. Lẫn xanh cho bi bo. Lẫn xanh cho bi bo. Rồi nhá, lên cho mã cổ trắng. Cổ trắng dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cổ trắng. Còn mấy mã áo kiểu tay dài vừa trước không? Mã nào chị ơi? Loại nào cái đã? Nó loại nào có hình dung ra được chứ, hàng nhà Nguyễn nhiều lắm. Lẫn xanh ba kìa. Lẫn xanh cho Nhã ha. Viền trắng cho Hoàng Diễm. Viền trắng cho Hoàng Diễm. Viền trắng, viền trắng, viền trắng. Chị nào lấy viền trắng, lên viền trắng. Lên mã lẫn trắng. Cổ trắng, cổ trắng, cổ trắng, cổ trắng, đây là còn con. Cổ trắng mới thấy còn con. Cổ trắng cho bibon, bibon. Rồi nhá, lên cho mã lửng trắng. Lửng màu trắng nha. Chị nào lấy lửng màu trắng, lên lửng màu trắng vừa nguyên á. Y nguyên đang mang màu trắng thôi nha. Chị nào lấy lửng trắng, lên lửng trắng luôn vừa nguyên. Đây nha, chốt lên mã lửng trắng luôn vừa nguyên. Giá nguyên đây luôn, trẻ mà 59. Lửng xanh à, lửng xanh hết rồi. Hết rồi. Hết lửng xanh nhá. Lên mã này mã lửng trắng luôn vừa nguyên. Lửng trắng có 3 con rồi. Ba con lửng màu trắng, chị nào lửng trắng lên lửng trắng luôn dùng nguyên nhé. Kiểu tay bồng dài tay có, xíu này em lên rồi chờ em xíu. Lửng trắng cho Nguyễn Thủy, cái mã em đi luôn 55.000 đúng không? Chờ em xíu còn đấy. Nguyễn Thủy đặng bây giờ hai lửng trắng rồi. Có hai lửng trắng. Ba lửng trắng, ba lửng trắng cho đặng Mỹ Diệu con. Đặng Mỹ Diệu con này. Lên mã này là mã số 2. Còn bên mã số 2 dùng nguyên nhé, đẹp chưa? Lên mã số 2. Khoác này khoác nam, khoác này khoác nam có sai. À, xíu nữa online luôn chị em mình mã 155. Cổ trắng mã nào? Này số 3. Số 2, số 3. Số 2 cho Bibo. Chơi nhau thế. Xíu nữa online cái mã mà mã 155 thì nó đã có hàng về. Xíu nữa online luôn chị em mình luôn. Mã 155 là nó bị trái hàng bữa giờ luôn ấy. Lên mã này là mã L trắng. Comment mã L trắng luôn dùng nguyên nhé. Chúc mã L trắng có 3 con. Màu hồng á. Màu hồng hết rồi chị ơi. Lên mã này là mã lửng trắng không sao? Ok chị Nhã ha. Lên mã này mã L trắng. Chị nào lấy L trắng lên L trắng luôn dùng nguyên nhé. L trắng nguyên có 3. L trắng cho bi bo. L trắng cho bi bo nguyên có 3 nha, có 3 con L trắng. Rồi nhá, lên chung mã phối trắng. Trắng cho Lê Phượng. Hết lửng rồi nha. L trắng cho Lục Tăng. Ok hết. Lên mã cổ đen dùng nguyên đi. Chị nào lấy cổ đen lên cổ đen luôn dùng nguyên. Comment lên mã này là mã cổ đen. Cổ đen nhé, nguyên đen luôn chị em mình, giá 59.000. Cổ đen nhé, 55 đổ về chị em chút đẹp. Thì chị em mình mít chăn váy đen cũng đẹp. Này, mít chăn váy đen nguyên đang mang cũng đẹp. Đấy, ra set chưa? Này ra set chưa? Lên luôn những mã này là mã cổ đen đi. Cổ đen có 2 con. Về mua chăn váy mà mít vô mở khen máy chị em mình giá chăn váy sale có 49.000 bây giờ hết rồi. Cũng còn con nào. Nha, lên luôn cho mã cổ trắng. Chị nào lấy cổ trắng lên cổ trắng luôn dùng nguyên. Giá nguyên đi luôn chị em mình là 59.000. Nguyên sẽ lên luôn chị em mình mã dài tay tay bồng này nhá. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Chưa ít quá. Chưa ít quá. Tao coi dùng nguyên cắt ở lớp rồi. Xin chào mình. Bỏ mấy cái áo lẻ này ra đi ba xíu nữa. Em biết ít là sale bán tặng luôn đi. Kéo trời, chắc ở dưới đây luôn. Kéo chắc trong phong thái này luôn rồi. Trời em xíu chưa nhé. Chào ơi, từ từ chào một xíu nha. Em coi ở cái áo dài tay nó nằm ở cái phương trời nào rồi. Theo đen bỏ ra xem. Áo nam tay lờ nè. Thấy chứ, thấy Thu Thủy Lê chứ. Sao không thấy được? Quá trình trời đất. Thấy rồi.
cái rồi người ơi, cái này bán thẳng luôn chị em mình luôn nè. Đâu, đợi đọc tên. Ui cái này xinh cho chị em mình ơi. Cái này xinh nè. Đi thay nhá, giờ đi thay con khác nha. Cái này xinh nè, trùng ơi. Chờ nguyên siêu siêu nha, chờ nguyên siêu siêu đi, con này mà bỏ qua hơi bị phí. Quần lửng nè, có chị ơi. Con này dòng tay bồng nhé. Con này dành cho những chị em mình cũng 55. 55 nhá, quay đầu chị em mình chốt đẹp. 55 đổ về chị em mình chốt ok con này nhé. Tay bồng phối này dạng phối lụa, con này phối lụa nhá, dòng gân phối lụa, con này xinh nè. 55 đổ về chị em mình chốt ok, mỗi màu có vài cái thôi. Nên là chị em mình tranh thủ nhé. Mã này thì mỗi màu có vài cái thôi, không dám mang màu vàng này. Màu vàng đang đẹp mà không dám mang màu vàng nữa. Có mấy cái thôi nên là chị em mình tranh thủ hè. Ăn 40 hồi mình thấy nha. Cái này cũng đi luôn chị em mình luôn. Giá này giá giật mình luôn nhá. Đi chị em mình con này luôn, tặng 55.000. Tặng 55.000 con áo con đang mang có quá rẻ không chị em mình ơi. Chắc đẹp nha. 55 kg ở quên luộc, đúng rồi 55 kg đổ về chị em cho ok. Lên luôn dùng mã này là mã mã ngọc nu đi. Lên mã ngọc nu luôn dùng đi nhá. Chạy trăm sờ mai con đang mang. Trăm sờ mai con đang mang. 55 cao luôn. Giá này giá xã hồn luôn mấy trẻ mình ơi. Còn được từng này con. Ngọc nu nhé. Lên mã ngọc nu, ngọc vàng, ngọc đen, ngọc trắng. Ba con màu đen, một con màu trắng. Và giá quăng lên trẻ mình là giá 55. 55.000. Chốt lên mã ngọc luôn vậy nhé. Còn một con màu trắng, ba con màu đen và một con màu vàng. Nu hết nha. Còn một con màu vàng này, vàng cho Trường Thịnh này. Một con màu trắng nè. Thì nào lấy trắng lên trắng luôn dùng nguyên nhé. Trắng trắng trắng. Đen cho Nguyễn Thủy nè. Đen cho Nguyễn Thủy nè. Đen cũng mix của nó là mix tay trắng nhé. Đẹp lắm, 95.000. Áo con đang màu nào hết rồi. Thứ có cái thôi. Trường Thịnh có màu vàng rồi ok. Còn một một trắng và hai đen nha. Cái này chị em mình không nên bỏ qua. Đen chị Thanh Loan. Đen Thanh Loan nu hết nhá. Đen Thanh Loan hết vàng. Còn một đen. Một đen. Đen cái nè Thủy Thủy khác này. Ba ghi Thủy Thủy khác này. Ghi Thủy Thủy ba người này. Thủy Thủy khác đó. Trắng cho Bích Thủy nè. Trắng cho Bích Thủy nha, nu hết rồi, nu hết rồi. Mỗi mẫu nó còn cá nên là chị em mình tranh thủ như vậy mà nó nha, chị em mình tranh thủ đừng nên bỏ qua những con này, nó quá đẹp luôn. Con này quá đẹp luôn rồi nha. Lên chung mã này là mã con này là cổ V hết luôn nhá, hết luôn. Con này là cổ V này chị em mình. Này chị em mình nhìn hàng con này mà đi 55.000 thì cả ai bán nè chị em mình ơi. Vàng chốt cho chị nghe. Mai cỏ đây. Người ta chốt rồi. Nè. Xin chưa? Lên luôn dụng mã mà này mã Venu nhé. Venu có hai con thôi. Tay cũng dạng tay bồng. Comment mã Venu nhé. Tay bồng phối lưới 55.000 nha. Có hai con thôi. Nha chị nào lấy mã Venu. Chốt lên Venu được hai con duy nhất. Nha. Ngọc Nu hết rồi. Lên mã Venu. Chữ này chữ theo. Venu cho Trang lên con. Còn con nhé. Còn con. Thứ có ít này là chị em mình tranh thủ nhé. Cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên. Lên mã V. Venu cho Thanh Thiết Cao. Lên mã V vàng. Comment lên mã V vàng 55. Đẹp như thế này mà không phát vài con. Hơi bị tiếc như vậy mà nó. Con này mít chân váy đi chơi Tết quá tuyệt vời luôn. Nha. Lên mã V vàng. V vàng còn con thôi. Venu hết. Lên V vàng chắc nguyên nhé. Chị nào lấy V vàng lên V vàng dùng nguyên. V vàng nha. Chị nào lấy V vàng lên V vàng luôn dùng nguyên. Giá quăng lên luôn cho em mình là 55.000. 50 à, hết rồi. Váy con váy con Nguyên đang mang là hết rồi nhá. Chết cha. Đức rồi. Chị cái đầu tóc này nó tốn dài ghê luôn. Nó xíu tóc nó tốn dài ghê. Vàng nè, vàng trai đó ba. Lấy xuân trăng rồi. Rồi ok. Bức cho sợi dây su nè. Lấy ra một nước mà cột khác. Dây gì? Hey. Venu.
đang vung hết rồi. Chị nào lấy Venu lên Venu dùng nguyên nhá. Chốt lên mã Venu luôn dùng nguyên. Giá nguyên đi luôn chị ơi, em mình là. Lên mã Venu dùng nguyên. Venu cũng có con thôi. Giá nguyên đi luôn chị em mình là giá 55.000. Chị nào lấy Venu chốt lên Venu dùng nguyên nhá. 55.000 dùng nguyên nha chị em mình nói. V vàng hết rồi nha. Hết V rồi. À hết V vàng rồi, còn Venu và V trắng. V màu nu và V màu trắng. Chị nào lấy V lên V luôn dùng nguyên nha. Đây nè. V còn con màu nu. Xương vỏ đi. Rồi V trắng luôn dùng nguyên. Chúc mà lên mã V trắng luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy V trắng lên V trắng luôn dùng nguyên. Nè, đẹp chưa? Đẹp. Nhất chân máy lên. V vàng hết rồi chị Kim Hoa Lê ơi. Lên mã Venu nha. Chị nào lấy Venu lên Venu luôn dùng nguyên. Comment lên Venu nhá. Chị nào lấy Venu lên Venu nhá. Nó này là mã gì đó? Thái điện Hồng Vân không có nha. Cưng chứ chủ ơi, cái này có hai con thôi. Cái này còn hai con thôi. Lên mã phối dùng nguyên. Phối này. Trời ơi. Xinh không? Này biết quần đùi cũng đẹp. Cái này trẻ mình mang quần đùi nó cũng đẹp. Đây, mang con quần sọc màu đen vô. Lên mã này mã phối đen và phối xanh. Có hai con thôi. 55 đổ về thôi chị em mình nhé. Phối đen và phối xanh. 55 đổ về thôi chị em mình, để cái số kế chị em mình chốt luôn dùng nguyên nhé. Xin chưa? Đấy, bao cu te luôn có hai con thôi. Lên mã phối xanh và phối đen. Và quần đen luôn chị em mình là giá 55.000 con. Nha, phối đen, phối xanh. Chị nào lấy phối lên phối luôn dùng nguyên nhé. Phối đen và phối xanh. Còn cái gì là tôi nói cho nó gọn. Phối đen, phối xanh. Nha, cái này có một con thôi nè. Lên mã bi hồng. Bi hồng dùng nguyên nhé. Con này dòng căng. Trời ơi. Trời ơi. Này. Tay này. Lên luôn dùng mã bi hồng. Phối có xanh một cho Ngô Bích Thủy. Bi hồng. Nha, chút lên bi hồng luôn dùng nguyên. Bi hồng nguyên có một. Chị nào lấy bi hồng lên bi hồng. Trên người trừ chị mới. Từ từ. Em có like bộ đồ trên người. Đấy, em đang like dần dần. Đấy, hồi nãy giờ thay. Biết bao nhiêu mã rồi đấy chứ. Nha, rồi lên luôn. 55.000 chị ơi. Phối đen kìa ba. Phối đen cho chị Thanh Nguyên. Bi kìa. Bi kìa. Ui dồi. Lên mã ren. Con này tay của nó toàn bộ là ren. Xinh chưa? Cổ vung nữa chứ. Mà đi 55.000 phát đi. Không vừa tiếp ghê. Giảm cân đi. Mã này giảm cân rồi chốt. Cái áo hồng à. Hồng nào? Chị em mình muốn đọc mã chị em mình cứ chốt đi. Lên luôn dùng cái này, tay của nó là tay phối ren, đẹp chưa? Cổ của nó là cổ V, á cổ vuông, ren to be born, 55.000. Không mua tiếp lắm chị em mình à. Những con này chị em mình đi đi chơi Tết quá ok. Chị chàng. Ok. Nhưng mà mai phải phân rồi, nãy giờ không bỏ riêng ra nhá. Không bỏ riêng ra nhắn đi sao? Rồi nha, lên chung mã này là mã phối trắng. Phối trắng nhá. Ôi trời ơi. Hồng tay dài vô nấy thì hết rồi. Người ta chốt rồi. Còn một con ren. Ren cho Diễm Nguyễn ba kìa. Ren cho Diễm Nguyễn. Rồi nha. Lên luôn dùng mã này là phối trắng. Lên mã phối trắng dùng nguyên nha. Chị nào lấy phối trắng. Lên phối trắng dùng nguyên nhá. Thôi còn nữa không? Chắc không còn nữa. Con này cưng. Lên mã nơ. Nơ nhá. Chút lên mã nơ luôn dùng nguyên. Tay này 55 đổ về chị em chốt ok. Chút lên nơ dùng nguyên nhé. Nơ hồng. Nơ hồng 55 đổ về thôi chị em mình hề. Lên nơ hồng dùng nguyên. Xinh chưa? Xinh chưa? Lên mã nơ hồng 55.000. Tay của nó là tay ren với tay ren chấm bi nhé. Lên mã này mã nơ hồng và nơ trắng. Nơ hồng và hai con nơ trắng nữa là hết. Nơ hồng một con, hai con nơ trắng nữa là hết nhé. Là hết rồi đó. Nơ hồng cho trắng trắng luôn. Con này bo rít rồi. Dùng sao đi còn. Nhìn ngoài cửa vô thì thấy nhưng mà rút không được. Cũng còn thoát bé nhìn sau lưng cái này là thái rồi nè.
cọc khoác bé hồi nãy xem, nhìn sau lưng cái cánh cửa là thấy. Không, hết rồi. Nơ hồng chốt rồi còn nơ trắng thôi. Thì nào lấy nơ trắng lên nơ trắng luôn dùng Nguyên nhé. Chốt lên mã nơ trắng với Nguyên như chị em mà nói. Ai lấy mã nơ trắng, comment lên mã nơ trắng dùng Nguyên. Rồi, tiếp luôn dùng Nguyên con này. Thôi hãy là đi thay con này đi. Thay qua con này nhé. Không. Lên luôn dùng mã này mã vuông. Cái này nó có cái này mà chị em mình thích thì chị em mình gắn vô, không thích thì thôi nhé. Cái con này có cái khuy này nè, chị em mình thì thích thì gắn vô, còn không thích thì là bỏ ra cũng được nhé. Đây nè, kiểu thôi. Con này thì kiểu thôi. Thích thì gắn vô, còn không thích thì bỏ ra thôi. Này, xinh chưa? Xinh chưa? Đấy, lên luôn dùng nguyên con này luôn. Giá hôm nay luôn chị em mình là 55.000, con này rẻ quá chị em mình ơi. 55 đổ về thôi. Nha, lên luôn mã này là mã vuông vàng. Thì bỏ còn cọc này bỏ ra ấy mẫu đi cho bà xã nó. Còn cọc nữa thôi. Còn tầm 20 con nữa là hết cái gì em nè. Tầm 20 con nữa là hết sạch mã này rồi. Nha, lên luôn chung mã này là mã. Nhìn có cái à. Màu trắng. Màu vàng. Ở cái mẫu này đi ba, cái này like trước đã. Mấy cái bỏ này lên, cái mã này lên like trước đã. Giờ đi cọc xong nói tí. Nha, rồi lên chung mã này là mã vuông vàng. Đẹp chưa? Cái này riêng cái khuy này, thích thì chị em mình bỏ vô, không thích thì khở ra nhé. 55.000 vuông vàng nha, 55.000 thôi, và size 55 đổ về chị em chốt đẹp. 55 nha, rồi lên xuống mã này mã Renu. Renu nhé. Renu, chị nào lấy Renu lên Renu luôn dùng nguyên sinh chưa. Đấy, tay phối Ren nhé. Size 55 đổ về chị em mình chốt đẹp. Renu có một con, chị nào lấy Renu. Ren xanh ngọc này. À, vuông vàng cho chị Mai Cỏ, Mai Cỏ này. Ok này, 55k hết luôn. Nha, lên chung mã Renu và Ren xanh ngọc. Giá hôm nay luôn chị em mình là 55.000. Nha, chốt lên luôn mã Ren. Ren xanh ngọc. Hay là đi thử cái mã này. Cái này đẹp quá. Nhìn cái con nào cũng muốn mang hết. Những con này nhìn cái mã nào cũng muốn mang hết. Lên luôn dùng mã này, mã Renu và Ren xanh ngọc. Chị em mình biết trang váy cũng đẹp. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này. Ren, tay phối Ren. Ren xanh ngọc cho lệ xuống trần. Tay phối Ren, Renu, Ren kem nữa nè. Renu cho chị à. Giê-xu anh khoan. Giê-xu anh khoan. Giê-xu anh khoan. Rồi nhá, Ren hồng. À, áo kiểu ngắn, tay còn đấy. Còn xám. À, còn kem. Còn kem nhá, chị nào lấy kem. À, tay ái em nhiều lắm à. Tay cọc thì em nhiều lắm. Lâu lâu mới có tay dài thôi, bình thường á. Rồi nha, lên mã Ren luôn dùng nguyên. Ren. Ren màu kem này được không chị Diệu Trong Trần ơi. Ren kem, tay 55 độ về chị em chút đẹp. Tay phối Ren nhé, 55 độ về nha. Lên mã Ren kem 55k. Có lên thun bé không, từ từ chị ơi. Cái gì cũng từ từng mã nhé. Rồi nha, lên mã Ren kèm màu luôn dùng nguyên. Ren đen, Ren kem, Ren vàng, Ren trắng này, Ren hồng nhé. Đây chị em mình 55.000. Chị nào lấy Ren lên Ren luôn dùng nguyên. Comment lên Ren luôn dùng nguyên nhé. Chúc Ren luôn dùng nguyên nha. Nên lên mã này mã vuông vàng đi. Vuông vàng, vuông trắng, vuông đen. Xinh như thế này không mua hơi phí như chị em mình nhé. Này, xinh chưa. Lên mã này là mã vuông dùng nguyên đi. Chị nào lấy vuông kèm màu luôn dùng nguyên. Chúc lên vuông kèm màu nhé. Cái cọc áo này là cọc áo bé đúng không. Tiếp luôn cho chị em mình luôn cái này. Để xem cọc này đây. Không có sai chị ạ. Cọc này nhiều người hỏi lắm này. Sóc một cọc. Vuông đen cho Phan Hương này. Vuông đen cho Phan Hương. Cái này muốn sóc một cọc áo nang. Con này chị em mình chỉ cần nhìn túi tiếp là chị em mình đủ biết hàng xịn sò rồi. Vàng cho Trăm Sầm Miêu. Trăm. Đây đây, vàng đây. Vàng đây. Vàng đấy. Con này chị em mình nhìn cái túi không là chị em mình đủ biết hàng xịn sò nha. Cái này cũng đi cho chị em mình size này dành cho mình cho tờ cái này. Cái này mang vuông vàng cho chị Mỹ Hạnh Hùng. Mỹ Hạnh Hùng tay dài đó. Tay dài cái này nhiều chị hỏi lắm. Nhiều chị hỏi lắm. Bữa để cuối cùng thế vứt vô trong đi. Này, lên mã tặng áo nam có từng này con, đẩy nót luôn đã. Đi nót luôn đã. Size 60, 62 đổ về là chút đẹp. Size 62 đổ về chị em nhìn cái độ giãn của nó này. Sướng chưa? Lên mã áo nam nhé. Xịn sò lắm chị em còn nói. Lên mã áo nam, hàng xịn nha.
toàn bộ hàng xịn. Cái này đi chị em mình 75.000 áo năng, size 62 đổ về size L cho chị em mình thôi. Đẹp lắm nhá chị em mình, nhìn cái chắc này. Vung đen hết rồi. Vung đen hết rồi, mang luôn trong người luôn cho nó chắc. Vung đen rồi nha, hai nam chị Bi Bo. Vung đen à, vung đen chị Cỏ. Cái này cho chị Bi Bo hai con, đẹp lắm chị em mình ơi. 62 thôi chị ơi. Cái này size L, 62 kg thôi chứ không nhích lên đến 65 kg đâu. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Lấy cái mã để mã khác để xíu rồi mai. Con này để xíu mai. Nha, vung đen hết rồi. 50 kg rộng chị ơi, cái này 75.000. Nam cho chị Hạnh Nguyễn luôn. Có từng này con thôi, nên là chị em mình tranh thủ cho chị Hạnh Nguyễn. Có từng này con thôi này. Mà giá đây luôn chị em 75.000. Rẻ. Không chị ơi, 62 đổ về thôi cho Lệ Xung Trần cái. Lệ Xung Trần. Hàng này chị em mình nhìn này. Không có, không có, trăm smile luôn. Trăm smile này, trăm smile rồi, ok, không còn ba. Cái này hàng sót thôi. Cái này là hàng sót lại thôi. Cho chị Phạm Ngọc Lan luôn. Ok, còn hai. Chị nào lấy mã áo nam, lên áo nam, nguyên còn hai con. Nha, nguyên ly luôn, chị em mình là 75.000. Rẻ quá, này chị em tranh thủ. Chị Thanh Thanh Nguyên. Được, mấy tám thì được. Mấy tám thì được. Hàng giản nhiều lắm, giản nhiều lắm. Chị lấy chút còn con cuối cùng. Nha, còn con cuối cùng. Ai lấy thì tranh thủ tắt nó đi nhiều nha. Cho nó gọn nha chị em mình ơi. Cái này có mấy con? Lên mã kiểu. Kiểu vàng. Lên mã này là mã kiểu vàng. Yêu ít thế. Nam lời gì vậy? Trần nữa là hết. Phải Trần nữa là hết. Để chia sẻ phát nữa đây này. Phía ít quá. Hết rồi chị ơi. Hết rồi, người ta chốt hết rồi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Hết rồi nha. Ôi trời ơi. Nha, lên luôn dùng mã này là mã kiểu vàng. 55.000 có 3 con thôi. Comment lên mã kiểu vàng 55.000, size 55 đổ về chị em chút đẹp. Chị em mà nhìn cái phần tay của nó này. Xinh chưa? Lên mã kiểu vàng có 3 con, giá 55.000 con luôn. Nha, chị nào lấy mã kiểu vàng. Hết áo nam lúc nãy rồi nha. Chị nào lấy kiểu vàng có 3 con, một con kiểu nu nha. 55.000 này giá này bèo nhiều quá chị em mà nó. Vàng. Thái Thị Hồng Vàng cái. Thêm thông tin cho em đi chị ạ. Thanh Thí Cao một cái này. Rồi còn cái này. Cho Diễm Kiều một cái này. Rồi hết nhá. Thêm thông tin cho like dùm em nhé. Rồi nhá, đây mã kiểu nu còn cái. Kiểu nu còn cái. Giá hôm nay luôn chị em mình là 55.000 nha. Trời ơi. Phát ngay và luôn chị em mình ơi. Nhìn chị em mình những con màu nu nó sang nha. Mình giống màu nó tay nha. Rồi lên chung mã này là mã kiểu nu. Con này muốn đi 55.000. Thấy chẳng khác gì giá tặng ấy chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy kiểu nu lên kiểu nu luôn dùng nguyên nhá. Kiểu nu có một con. Kiểu nu nha. Rồi lên cho mã này là mã. Lên đồ bé không em? Đồ bé chị em thích đồ bé. Hiêu cao lại lên. Thấy chị kiếp được tay. Nu kìa, nu kìa, nu kìa ba. Nu gì? Thanh thích, nu Hương Tràng. Lên mã vàng. Lên mã vàng. Chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên. View cái này mà lên hàng bé nữa thôi tục luôn ấy. Hàng bé thì hàng lúc nào nó cũng lẻ tẻ. Chốt lên luôn trường mã này là mã kiểu vàng. Có hai con kiểu vàng lên luôn chị em mình là 55.000 kiểu vàng luôn. Chị nào lấy kiểu vàng lên kiểu vàng luôn dùng nguyên nha. 55.000, chị nào lấy kiểu vàng lên kiểu vàng. Thôi coi cái gì còn bên này. Xeo nó thấy luôn cho nó gọn luôn. Cháu bé này đang còn con. Kiểu vàng mai cỏ. Đây, đẹp vàng. Đẹp quá chứ. Cười. Cái này vẫn còn con. Cái này còn con này chị em mình. Xây cho bé nhà mình 15 độ về. Lên mãi giữ nhiệt 49.000. Giữ nhiệt 49 á. Chị nào lấy giữ nhiệt 49 đẹp lắm chị em mình. Tình Ngô đang mang. Tình Ngô phát luôn rồi.
kiểu y như thế nguyên còn à. Size 55 đổ về này. Kiểu y như thế nguyên còn size 55 đổ về nè chị em mình. 3 con màu đen, 4 con màu đen. Size M hết. Size M hết 55 đổ về. Áo khoác gì chị ơi, áo khoác chị em chị vô trang cá nhân của em á. Nhà em áo khoác là em ốc hết lên trang cá nhân ấy. À, xong cho mình sẽ lên cái mã gì ta? À, mã lắc lông đi, mã lắc lông nam mới vừa về thêm. Hàng nó cháy hàng về 3 đợt, 4 đợt. Không đủ trả. Trả em xíu xíu. Lắc lông nam à, lấy cái size M đi sao? Và sẽ thử luôn. Và sẽ thử luôn. Chị nào mà năm nay chưa săn được cái mã ba khóa của nam thì tranh thủ một phát đi. Nó rẻ mà nó đẹp. Chị Dũng. Áo lông mà. Size 55 đổ về con này chắc đẹp lắm. Chắc đẹp thôi rồi như chị em mình á. 70 lộn lộn 60 hồi nãy mà đi con này bao nhiêu tiền 75.000 75.000 luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái mã này lên mã mờ đen. Mờ đen nha, có 4 con thôi 75.000. Mờ đen 4 con. Chị Trâm Đinh là chốt đơn ok chưa ta? Thấy ngày nên như gọi nhiều ấy. Không biết là lúc sáng là bảo gọi nhiều, chị này gọi từ sáng giờ không nghe máy. Đã chốt đơn ok chưa đấy chị ơi? Size M nhá, con có 3 con size M đẹp lắm. Màu đen nhá. 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Lên mã M đen. Con đen luôn chị em mình là 75.000 M đen nhá. M đen, M đen, M đen. Cái này toàn bộ còn size M thôi. Size L này. Size L màu trắng này. L màu trắng này. L màu trắng là size 62 đổ về. Có con size S chị Diệu Trâm Trần hồi nãy hỏi 50kg thì phát con size S này. 52 đổ về con này lấy size S luôn dùng nguyên. Ô bé à, còn ô bé nó bỏ ra sao chứ? Nam chứ nam, nam áo nam mà con bộ đang chạy là áo nam mà trắng ép này đẹp lắm, vải đẹp lắm này chị, mình cứ phát thôi, đừng có lăn tăn gì hết. Giá lại quá rẻ nữa nè, chị nào lấy này lên trắng luôn dùng nguyên, trắng còn size L, trắng size L nhé, trắng size L và trắng size S chị nào lấy lên. Xong lên chị mình mã này, mã này mùa này chị nào chưa săn được cho chồng thì tắt ngay và luôn đi. Trắng size L cho Hạnh Nguyễn, đen size M cho Hạnh Nguyễn luôn. Trắng L này. Trắng L Hạnh Nguyễn. Đen M nãy cho Hạnh Nguyễn luôn. Rồi nhá, cái mã này chị là chưa có. Hả? 75.000. Chị vừa trong trang lấy màu đen CM đúng không? Bộ ngố phía ngố thái phía sau. Tia. Tia. Từ từ, trắng xe S cho Diệu Trâm Trần. Đây 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 có con trắng xe S này, Diệu Trâm Trần. Ok Diệu Trâm Trần. Ai? Nguyên tiết cái bộ ngố thái đó. Bộ ngố thái mà lên view ít. Hàng bình thường nếu như mà khách hỏi nhiều lắm, hàng đẹp mà view ít là làm biết. Đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên nhé. Năm này vô chia sẻ cho Nguyên chứ điện thoại chị điện thoại không được. Có thế điện thoại không được rồi làm sao chút đơn. Đơn cũ nó rồi là chút. Ôi, cho chị Phạm Ngọc Lan. Phạm Ngọc Lan cho bà xã máy màu của cái mã này. Lên nhanh cái mã này đi. Chị em mình thấy hiếm khi nào con like cái mã này. Tại vì không có hàng, cháy hàng liên tục. Cái này áo nam nhé, chút đến 70kg. Nữ trà, nữ có cái mã 160. Nữ có 160. Đây chị em mình nhìn nè. Mã này là mã 3 khóa. Người ta chạy lót lưới không, người ta đã chạy 150.000 rồi. Nguyên chạy luôn chị em mình. Ok, hẳn okay, là lót lông nhé. Khóa của nó toàn bộ là khóa chống trượt này. Áo nam nguyên mang đẹp. Áo nguyên mang đẹp này. Ai chưa có cái này phát ngay và luôn đi chị em mình thôi. Áo nam nha. Áo nam dùng nguyên nhá. Áo ba khóa nam. Đây đây này đây chị ơi. Mã này là mã 155. Mũ của nó là có thể tháo rờ ra được nhá. Lên luôn dùng mã 3 khóa. Có size đến 70kg. Chị em mình cứ lên số ký là ok. Nguyên còn màu đen nữa sao. Thiếu màu đen nè. Cái này đến 70kg thì 68kg mang được. Còn cả màu đen nè. Nguyên lên chị em mình mã này. Chốt mã này mã 3 khóa 155.000. Chị nào coi like nhiều chị em mình để ý. Nhiều chỗ người ta đã sale cho chị em mình mã lót lưới không. Lưới nhà Nguyên chạy cho em 120 thì người ta đã chạy cho em mình 150.000 rồi. Nha. Cái này Nguyên đi luôn cho em mình hẳn lót lông mà là lông mịn. Có size nhỏ chứ. Nguyên đang mang là size nhỏ nhất này, size M. M, L, X, L đến 70kg. Nguyên đi chạy em mình 155.000. Chị em mình tranh thủ và phát. Rồi nhé. Nguyên còn 4 con màu. Đây, quay cặn luôn chị em mình cái lông. Khách nhà Nguyên cũng có bảo chỗ là order về nhưng mà hàng thô và cái lông nó không có đẹp. Đây
Hàng này hàng Nguyên đặt cho chị em mình nhìn cái phần lông của Nguyên. Nhìn cái lông của cái áo này chị em mình. Chọn màu nha. Đây chị em mình nhìn cái lông của cái áo này nè. Nhìn con áo nó dày cộm vậy, hàng lông mỏng mảnh đây chị em mình nhìn. Hai cái mã lông nó sẽ khác nhau. Hàng này Nguyên chị em mình thích cái hàng gì Nguyên cũng có, ví dụ như hàng dòng lông vẽ thì nó sẽ như thế nào. Nha, hàng này chạy chị em mình chỉ có 99.000. Khác nhau nha chị em để ý. Chị em mình thích cái gì có cái đó. Nha. Nhưng mà hàng này chị em mình để ý hàng lót lưới, cái này cũng có lót lưới. Lưới là 120.000 thôi. Còn lót lông này á, Nguyên đây luôn chị em mình là 155.000 chị em mình những con áo này. Nó xịn sò lắm luôn. Ai chưa có cái mã này tranh thủ mà phát đi. Nguyên thấy chưa chị nào mà về mà bảo là cái này không đẹp hết. Đều đặt thêm. Nha. Ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã 155 kèm màu. Kèm luôn dùng số phí. Đây này cũng có màu đen. Mà ông đang mang là màu xanh coban nhé. Màu xám là chị em mình những con áo dùng Nguyên. Lên xám luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 155 kèm màu. Kèm giúp Nguyên số phí nữa. Dạo quanh đi chị em mình rồi. Dạo quanh đi. Lên thông tin cho em nhé. Toàn bộ khách có đơn lên thông tin chị Nguyên. Đang mở chị em mình coi con áo. Cầm cái con áo này chị em mình nhìn. Nhìn cái lông. Có hai xanh nè. Xanh coban và xanh than. Lên rõ cho em nhé. Nguyên đang mang là xanh coban này. Màu này là màu xanh than. Chị em mà để ý luôn dùng Nguyên nhé. Toàn bộ là lót lông bên trong. Đây. Lông của nó này. Lông mịn lông xịn. Đẹp lắm. Nên là chị em mình cứ tranh thủ cái mã này luôn dùng Nguyên nhé. MLXL đến 70kg. Chị em mình lên cho em cái số ký nhé. Nếu như mà không biết mang size gì lên số ký luôn dùng Nguyên. Đi luôn chị em. Trời ơi. Lỡ rồi. Toàn bộ là khóa chống trượt. Toàn bộ là khóa chống trượt. Đây. Mở chị em xem. Nó xịn sò lắm chị em mình. Nhìn cái lông dùng Nguyên này. Lông mịn lông xịn hết nha. Đấy, mình tăng luôn. Chốt lại đi chị. Nhiều khi lên trang cá nhân chút sốt. Lên luôn cho Nguyên trên này nhá. Này. Sờ cái lông đi chị em mình ơi. Về sờ cái lông đi. Lấy màu đi cho Mỹ Duyên ơi. Chị Tài Nguyên hình gần như chục con rồi đúng không? Bà lên hai bữa bà mặn gần chục con mua giùm không à? Rẻ nữa đúng không? Quá rẻ đi. Từ từ Nguyên xem áo gió đằng sau. Gió đằng sau của Nam 120 lót lưới. Nó rẻ quá luôn. Nguyên lấy lại màu xanh gì nha. Joker không có joker nam, chỉ có joker nữ thôi. Chỉ có joker nữ nè, màu xanh coban, màu xám, màu đen và màu xanh than, màu vàng thì hết rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dù Nguyên. Nhớ kèm luôn dù Nguyên cả số ký. Nha, kèm cả số ký con chút đến 70 ký. Nha, chút đến 70 ký. Ok. Chị nào lấy cái này cứ lên nhá. 555.000 mua thử về đi chị em ơi. Mua thử về dùng Nguyên. Khách nhà Nguyên nhiều chỗ ai người ta cũng tới người ta dặn order về để bán ấy. Ngồi giá cao hơn nhưng mà chắc không đẹp như thế này. Mềm mình cái này nó chuẩn cho chị em mình từ đường kim mũi chỉ và cả cái phần lót lông nữa. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã này mã nung 155 nha. Nung 155. Em giúp Nguyên cái số ký nha. Nguyên đi luôn cho chị em mình là giá 155.000 qua mã nha. Qua mã đi chị em mình ơi. Qua mã nha. Qua nè. Nãy giờ chưa có áo. Áo quần chưa có quần nên chị em mình mặc quần đi. Mấy bữa đi không? Quần nhiều, trời lạnh cần quần nhiều mà ít. Ok, Nguyễn Thanh Thu có rồi. Áo đó đẹp, tức xác. Rồi, cảm ơn chị Trang, Khang Trang nhé. Lên chị em mình một mã quần đi. Mang size nhỏ nhất chị Thủy Thủy ơi. Mang size nhỏ nhất hay size M ấy. Mang size M là nhỏ nhất. Rồi nha, lên chị em mình mã quần. Mang size nhỏ nhất là ok. Cái này có một ri duy nhất thôi nè. Nên là chị nào nhanh tay có. Ok, Dương Mỹ Duyên, 155.000 nha chị Phan Thu Phương, đẹp lắm, mua đi. Đấy, hỏi chị Tài Nguyên, chị Tài Nguyên là mua như là gần chục con rồi đúng không? Ok, chị Dư Sen Khoa, có chút cho chị không? À, không nghe đọc, có rồi đó chị ơi. Lót lông nữ có. Đây đó, in ra bill. Lót lông nữ có. Áo Nguyên đang mang hết rồi, không còn màu gì cả. Hết cực xanh rồi, chả còn màu gì đâu. Chả còn cái màu gì cả. Rồi, lên cho em mình cái mã này. Xin cô ban Trần Bảo Ngọc này. Nguyễn Hữu Ngọc Anh chắc ok đó chị, đẹp rồi, cảm ơn Nguyễn Hữu Ngọc Anh nhé. Sung Ly này, ok Sung Ly này. Như Hà chút đến 70kg thôi chị Như Hà ơi.
trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đẹp chưa? Cốt tông tàu chéo. Bấm hộp cô mình lại đi nha, em bị ẵng rồi. Con này là chắc cốt tông tàu chéo. Xám gì trang lê. Cô mình lại đi nha. Từ từ. Nữ thì là mã 160 nguyên hết rồi. Trang bảo ngọc lên lại. Còn có mấy cái lẻ tẻ sai thôi. Còn cái mã này. Mã này thì mã 99.000 lắc lắc. Trời ơi, đẹp lắm luôn con này. Còn đúng một ray duy nhất thôi. Nha. Nha. Mã đó là mã 155. Cái này có một ray duy nhất thôi nè. Chắc có tông tàu chéo. Nha. Cái này đi chị em mình. 85.000. 85.000. Ok nhá, này chị em mình nhìn nè. Chị em mình nhìn con lùng nó nét chưa? Một ri thôi, SMLXL cho chị em mình đến 62 kg mau ok. Lên luôn gương mã này, mã sọc 85. Sọc 85. Từ từ chị ơi, từ từ từng mã. Thôi chị em mình nguyên up cái mã 99 nhưng up lên trang cá nhân mà. Nhiều chị nguyên bán 99.000 nhiều chị hỏi. À 85.000 kèm số ký luôn gương nguyên con này đẹp lắm. 85.000. Được chưa? Size đến 60-62 chị em chú ok. Con này nhận hàng về không xịn không mịn không đẹp quay đầu luôn. Không cần mua hàng nhà Nguyên luôn. Còn đúng mỗi ri. Hàng này chạy nhiều. Em chốt 3 cái ok chưa có rồi nhá. 6XL chị Hương Trần. XL chị Hương Trần 85.000. Từ từ. Chị Dương Mỹ Duyên có rồi. Dương Mỹ Duyên ơi. Nha chị nào lấy mã sọc. Nguyên còn SCMCL cho 57 đổ về thì chị em chốt ok. Nha 85.000. Con này hàng đi sỉ 120. Trời ơi lên size. Không có size riêng chốt size gì đâu. Lên size chứ lên số ký. Nếu như mà không biết lời. Không biết mang xe gì phải lên số ký nhé, xe L, 62 hết rồi, Nguyên còn con xe 55, 53 cho mai tiếp này, 53 cho mai tiếp này, rồi ok, còn xe 50 đổ về, 85.000, nha, còn con cuối cùng, 52 đổ về, đi 85.000, nam xanh thang gì đặng mỹ diệu có rồi, số lông làm chi vừa người ơi, không có vừa được, còn con này xe 50, 52 đổ về chị em chốt ok, nha, hết xe to rồi chị Dung Hà ơi, nhiều quá rồi. Trời ơi, xe S thôi, còn cái xe S 50-52 đổ về thôi. Chị nào lấy S lên S nhá. Comment lên S. Con này quần xịn thôi, chưa đi bóng. 85.000 luôn. 85.000, Dương Mỹ Duyên ơi. Cái vừa con đây? Này thì phát ngay con này đi. Hey. Cái này đây? Chưa. Ngà vỏ in bill đi ba. In bill ngà vỏ đi. Còn con xe S, chị nào lấy S lên S vô Nguyên. Sọc hết rồi. Chị ơi, mã. Quần nữ chứ. Trời ơi. 70kg có không? Không có. Còn con xe SC52 đổ về chị em mình nhìn con quần. Ấy 70kg có. Đây chị em mình nhìn con quần. Xịn sò luôn. Xe 52 đổ về chị Ngà Võ có rồi. Con này dòng giả đó chị em mình. Lên mã Caro 85. Còn một con xe M52 đổ về chị em mình nhìn phần trăm của nó này. Này. Hàng này chị em mình đi mua tiền trăm mấy không ra đâu. Trăm rưỡi trăm tám là không ra con này đâu. Mà bán tặng cho chị em mình 85.000. Nhận hàng về thử giống em nói hay không. Có rồi nha chị Nguyễn Thanh Thu ơi. Lên mã Caro 52 chị nào cao 55 cho cái size M hàng xịn nhá. Không, có một cái. Sọc 57 cái không vừa. Nha chị nào lấy Caro đi luôn chị em mình giá 85.000 đẹp lắm. Size M 52 và cao 55 cái này size M đó. Chị nào lấy thì lên dùng đi nhá. Ông bò. Đẹp lắm, không có một cái thôi. Nha. Rồi nó còn con quần gì cho nó luôn chị em mình luôn. Còn con quần gì sao nó luôn cho chị em mình luôn nha. Như Nguyễn Vũ 85 hết rồi nha. Cái này bán thằng nó không chị em mình luôn. Cái này còn ít này. Hai tông màu. Sao bà sợ cái màu đen này. Cái này chị em mình không chọn chữ thì cốt tông tàu. Rút cho sợ một cái. Nguyên qua chặn luôn thì em mình coi cái đường bo. S85 hồi nãy chị Trang Lê. Cái quần sọc. Quần sọc S85 chị Trang Lê. Trang Lê. Đây, đây. Trang Lê. Cái này là chắc đẹp miên man luôn. Thiệt luôn con nè. Đồ nam còn ít. Để cầm cái con màu sáng thì em mình thấy cái màu này. Phan Hương là Phan có Hương. Có rồi thì Phan Hương thôi. Muốn cầm cái con màu này cho chị em mình thấy được cái form. Phan Hương nãy cháu ở đây hay cháu ở đâu hay là cháu bên kia này. In rồi. Nha, rồi lên luôn dùng cái này toàn bộ là theo. Cái này có cái nào nó xe chị theo chữ C. Có cái nó sẽ theo chữ B nhé. Hai tông màu đen và màu sáng. Hàng xịn lắm chị em mình. Chị em mình nhìn cái bo này. Chị em mình nhìn cái phần okay, lưng Hương có rồi. Chị em mình chỉ cần nhìn hàng chị em mình biết hàng xịn hay không. Chị nào sành hàng là chị em mình biết. Đây.
Được chưa? Toàn bộ là hàng xịn hết. Size dành cho chị em mình 62 đổ về. Lên mã này mã tặng nót luôn chị em mình luôn. Tặng nót nha, giá này giá tặng luôn chị em mình con này luôn, giá 79.000 luôn. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Chốt lên mã 79 đen hoặc là mã 79 xám, kèm luôn dùng số ký là ok. Đi nót luôn chị em mình trên like luôn, 79.000 đi cho nó gọn nha, còn ít lắm. Còn rất là ít nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã 79K, kèm luôn dùng nguyên màu và kèm luôn dùng cái số ký vô từ 45 đến 62 ký là có size SMLXL nha. In lên cái mã này. Chốt mã này là mã 69K, lộn 79K, kèm luôn nguyên màu và kèm luôn nguyên số ký. Vô mùa, không mua con này tiếp nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, hai tông màu này thôi. Đây nguyên quay cặn luôn chị em, đường bo như thế này chị em mình. Sướng lắm, cái này không phải dặn Joker găng nhá. Joker găng thì hàng mà hàng trơn đi xe em mình cứ có 55.000 thôi. Hàng theo bữa xe em 59.000. Hàng này là chắc da cá tàu, cốt tông tàu thôi nha, ai không mua này hơi bị tiếc nha. Đấy, hàng này những cái con này là dạng hàng đang hot này. Sắm đủ size cho Hiếu Dương. Những con này dạng hào quần đang hot này. Đấy, người ta toàn bán dạy em tiền trên trăm thôi, không có 70 chợ. Cái này chốt lấy 62 đổ về thôi, hai tông màu nhá. Chị nào lấy cái này lên mã 79K, kèm luôn dùng nguyên màu và kèm luôn những chút cái phát luôn hai màu hai con. Nguyên nói thiệt là phát luôn hai màu hai con đi, về chắc đẹp lắm. Nhiều khi là nguyên sale giá rẻ quá nên là chị em mình phải lăn xăng cái hàng này, hàng tiền tiền người ta bán mình tiền trên trăm hết. Chả ai bán như chị em mình tiền chục như dùng nguyên hết. Đấy, nguyên bán là bán chạy số lượng thôi, nên là chị em tranh thủ nhé. Ok, chị em mình cứ lên đơn luôn dùng mã này 79K. Ok, 79K kèm màu, bà in cái mã này chưa? 79K kèm màu, kèm luôn dùng số ký, mai mình bắt tay nhé. 79K kèm màu và kèm số ký luôn dùng nguyên. Xong, qua mã nhé. À, còn cọc Việt Nam đằng đây chị em 55.000. Ok, in cho chị Hiếu Dương, Quỳnh, Trần Quỳnh Thi. Nhưng mà lại không lên số ký. Phải lên số ký để biết là mình mang cây gì để đúng người ta mới chốt đơn chứ. Còn lên số ký chứ. Không chốt cái, không có số ký thì biết chốt sai gì. Lên luôn ok. Hồi trước không được sale rồi. Nhưng còn lẻ tẻ mà. Nhưng mà đẹp. So với giá mà giá bình thường nó cũng đã rất là rẻ rồi. Cái này lên rồi. Ok. Thật sự là so với giá bình thường người ta bán cho chị em mình, so với ở thị trường thì nó rất là rẻ rồi. Không còn lẻ tẻ sale đó luôn chị em mình luôn. Bây giờ là sao? Đồ Nam like đang xem. Like đang xem đồ Nam thôi. Ok chị Mụi Mụi. Ok chị Vi Lê Hai mà. Ok chị Đức Nguyễn. Con nó đẹp, chị em mình mua đi. Nói thật sự đó. Hàng đó toàn bộ là hàng trên trăm hết á. Phan Trang. Ok chị Song Tử. Ôi cọc này toàn bộ là 6XL. Xe 62 đổ về. Toàn bộ 6XL 62 đổ về view X thế. View X vậy. Cuối tuần mà sao view chán vậy. Size XL dùng nguyên nhá, quần nam, size XL. Size dành cho những anh nam nào 62 đổ về là chị em mình chốt ok nhé. Giờ mới vào được, chứ nó mằng cái gì. Để mai kiểm tra thử chị ơi, giờ không mấy được. Gom với ba áo giữ nhiệt. À quên, áo giữ nhiệt nó chưa like. Ba rút cho mẹ mấy cái áo giữ nhiệt nó đang đẹp. Về cái cắt lung trên nó quên mất tiêu. Đây nè, rút cho mỗi màu một cái. Áo giữ nhiệt nào muốn nó siêu rẻ chị em mình phát luôn hai con thì xin là chốt đơn hai con này. Lãi được vài nghìn thôi. Muốn chạy số lượng nhiều lãi được vài nghìn thôi. Ok. Cái này nguyên đi luôn chị em mình rút ra. Rút cái màu cái. Lên mã tặng quần nam luôn đi. 62 đổ về cho size XL nhá. Lên chị mình con này bưng giá 55 nha. Lên cho mã quần nam 55. 62 đổ về như chị em mình không được từng này con. 62 đổ về nhá. Con này là quần nam nhá. Bán tặng luôn chị em mình là 55.000. Đây quần nam đây. Quần nam. Màu đen. 62 đổ về. Đây luôn chị em mình 55.000. Nó rẻ quá chị em mình ơi. Rẻ quá. Rồi nè, áo giữ nhiệt đây nè. Nam 55.
xong tự trước nghỉ. Rồi ok, thì nào lấy quần nam, quần nam nó rẻ quá nên chị em mình tranh thủ qua phát là được rồi đó ba. Được rồi đó, ngoài trên hả? Cái này chắc là không chọn màu đi chị em ơi nó. Đây này không chọn màu cho nó nhanh. Ok nè, song tử Đức Nguyễn. Song tử Đức Nguyễn 55 à? 55. Nhung Hà Hà. Nhung Hà Hà. Nhung Hà Hà hai con. Thăng Thiên Gia một con. Anh Lê một con. Không, xài XL rồi. Chỉ mới trần rộng. Song tử thêm con nữa. Hai con, hết nha. Cái này chị nào chưa mua phát ngay luôn, về quên mất cái mã này. Về ngâm bữa giờ rồi, về để cho chị em mình hỏi giữ nhiệt nhiều lắm mà chị em mình nhìn. Chị con áo giữ nhiệt đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, có kiểu hai kiểu sọc nhá. Có cái sọc dọc, có cái sọc xéo nhá chị em mình nhá. Đây này. Được chưa? Lên luôn chân mã giữ nhiệt. Xe 55 đổ về chị em mình chốt đẹp. 55 đổ về là chốt ok nhá. Lên mã giữ nhiệt đi. Thôi cái này đừng chọn màu nữa chị em mình. Đi ra hai cái à. Đâu đủ. Đâu đủ. Không chị ơi, em chốt đến 55 kg thôi. Không đủ hai cái đâu. Em chốt đến 55 kg thôi nhá. Giữ nhiệt này chốt đến 55 kg. Quần nam á, quần nam nó đâu nó còn lộn xộn trong nó đó. Nhưng mà giờ. Xinh chưa? Đây cái mã mới up này. Nha, mã mới up này. Lên luôn dù con này 49 thì phát hai con thì chị em mình. Trừ chị em mình mà lên màu em sợ không còn đủ màu ấy. 49.000 con nó luôn, con này rẻ quá, chị em tranh thủ nè. Nha, lên cho mã này là mã giữ nhiệt luôn dùng nguyên nhá. 49k con phát luôn hai con để dành mà mang chị ơi. Lên mã 49k nhá. Cổ có nói dòng cổ 3 phân. Nha, nè, đẹp lắm. 55 đổ về thôi. 49.000, giá này chuẩn giá bán sẵn rồi. Chả ai bán con này 49.000 nữa. Chị em mình có thể dạo quanh. Nè. Nè. Đấy. Như thế nào mà bán 49.000. Giá này chỉ có nhà nguyên bán thôi. Chị em mình nhìn nè, giãn nè. Chốt mã giữ nhiệt luôn dùng nguyên nhé. Comment mã giữ nhiệt 49.000 luôn dùng nguyên nhé. Các màu nó bóc lại đi chị em mình. Những con màu trắng nó dài lắm. Dài lắm. Lên mã giữ nhiệt. Ok. Ok. Lên mã giữ nhiệt nhé. Không chị ơi. Riêng con màu trắng và màu này nó dài cộm luôn. Nha, lên mã giữ nhiệt 49.000. Và size này 55 đổ về chị em mình chốt ok nhé. 60 chị em mình chốt được nhưng mà nó gọi là nó hơi bị ôm. Hàng này hàng giãn đó nhưng mà hơi bị ôm nha. Tại chị nào lấy giữ nhiệt lên luôn dùng nguyên nhé. Phát đại đi chị em mình ơi. Giờ chị em mình chọn màu nhiều khi là ngày mai không có hàng ấy. Ngày mai không có hàng ấy. Phát đại nhá. Hai màu. Lên luôn chị em mình 49.000 nhé. 49.000 con. Chị nào lấy mã này lên mã giữ nhiệt 49 này rẻ nè. Cái này quá rẻ nè. Đây chị em mình tranh thủ nè. Rồi nha. Qua mã nhé. Cái mã này còn mấy cái 49 à quên, 29.000 luôn. Tặng 29.000 luôn. Chú anh trang cá nhân em chưa kiểm tra đâu. Chú anh trang cá nhân thì em chưa kiểm tra được. Chữ nhiệt cho Huỳnh Thị Thúy Phi luôn đây. Cái này còn mấy cái lên chị mình nó 29k. Còn hai cặp nữa là tầm khoảng 20 con nữa đó. Lên mã này mã tặng 29 luôn dùng nguyên nhé. Ôi dồi ôi, cái kéo đâu rồi xã hà. Kéo rồi xã. Chị Nguyễn Hiền lên thông tin cho em đi. Giữ nhiệt lên thông tin trên live cho em nha. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 29 luôn dùng nguyên. Còn được mấy cái này. Còn được vài cái này. Tặng 29k luôn dùng nguyên nhé. Tặng 29k. Ok chị Yến Phạm rồi. Con này tặng 29k. Không lên đang xem thôi. Con này đẹp. Xe số 2 đổ về. Tặng gấu 29k. Gió nam lên gì nữa chị ơi. Chị vô trang cá nhân của em đi. Em up đầy đủ. Có cả gió lót lông, cả gió lót lưới. Đầy các mã trên đó. Vô trang cá nhân mà đặt. Em cũng bán giá này thôi. Riêng áo gió thì cũng bán giá này thôi. Trên live cũng không sale hơn đâu. Nha, cái này lên chân mã này mã tặng gấu 29.000 nha. Tặng gấu 29, tặng gấu 29 chị Kim Ngàn con. Hai con thôi, giữ nhiệt cho chị Hiền. Thôi chị em mình đừng chọn màu nó đi nha. Riêng giữ nhiệt thôi đừng chọn màu nó đi. Bán 49.000 rồi. Nhưng mà giờ chị em mình chọn màu nhiều khi nó không có đủ.
không có đủ hàng. Lên mã này là mã chữ trắng 29.000 con này chị em mình. Ai nhận cái con áo 29 nhà nguyên rồi. Xem chắc nó như thế nào. Nó quá ok không? Thế sao chị em mình phải mua 70-80.000 con Thiên không? Nga có rồi nha. Thiên Nga có nữa. Rồi, còn một con gấu. Hà hà. Cho Nhung Hà Hà. Rồi nha, lên cho mã chữ trắng còn những con cuối cùng. Xây 62 đổi về chị em mình chốt đẹp này chị em mình sẽ mang phương rộng nhé. Lên cho mã này là mã chữ trắng 29 có hai con thôi. Thằng gấu hết. Lên mã chữ trắng dùng nguyên 29.000 chữ trắng cho chị Nhung Hà. Nhung Hà con còn con này. À lấy chữ trắng luôn dùng có hai con. Nha, lên mã nơ đen. Chữ trắng cho Kim Văn. Kim Văn luôn. Có hai con. Ok, lên chung mã này mã nơ đen 62 đổi về chị em chú ok con này nhé. Thấy chị Thăng Thu Giang ơi. Lên mã nơ đen. Chị em nhìn từ túi tiết này. Nó chỉ luôn đó nè, nó chỉ thua. Có tông tàu thôi. Thua có tông tàu thôi. Thung Thái thôi. Còn cái này không phải là hàng khô nhá. Hàng này là hàng cốt tông 100% đó. Không phải hàng khô hàng cứng đó. Đấy, lên luôn dùng. Tại vì cái này Nguyên chạy số lượng nhiều quá. Nguyên còn ấy ra. Mà lập mẫu nhiều ấy. Nên là sale nó luôn cho em mình thôi. 29.000. Ok, nơ đen. Nơ đen. Rồi nhá, lên mã chữ hồng. Chữ nhiệt chị Thăng Thu Giang có rồi nha. Lên mã chữ hồng luôn dùng Nguyên tặng 29. Là chị em mình về mang quần ngố, mấy quần ngố cho nó đẹp nhá. Lên luôn dùng mã chữ hồng tặng 29 luôn dùng Nguyên nhá. Ai lấy mã chữ hồng lên mã chữ hồng luôn dùng 29 con. Comment chú Nguyên mã này là mã chữ hồng 29. Chữ hồng 29 có hai con thôi. Rồi gấu đen 29, con này 29 ra mà không mua hời phí. Chữ hồng chị Bình Nguyễn. Cho chị Bình Nguyễn. Rồi nhá, lên cho mã gấu đen. Chữ hồng cho Kim Nga. Kim Nga. Lên gấu đen chú Nguyên nhá. Gấu đen 29.000 luôn. Chị nào lấy gấu đen, chữ hồng cho Thăng Thu Giang. Chữ hồng đâu nữa? À có hai con chữ hồng. Hai con chứ mấy. Có hai con thôi. Rồi nhá, lên mã gấu đen. Nơi đen còn không? Nơi đen chị Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan. Rồi nha, lên cho mã này mã gấu đen tặng 29. Gấu đen tặng 29 còn con. Ai lấy gấu đen lên gấu đen luôn dùng nhé. Mới cho xe cọc nó còn nát cọc nó lấy rồi đó. Còn nó một cọc nó còn lấy. Nơi đen còn không? Nơi đen còn. Lê Thùy. Lê Thùy. Gấu đen cho Thanh Thúy. Gấu đen cho Thanh Thúy nha. Lên mã này là mã chữ đen. Chữ đen 29 luôn. Còn mấy con cuối cùng. Đây là cọc cuối cùng này chị em mình. Đây là cọc cuối cùng. Tầm chục con nữa là hết rồi. Hết sạch mã 29k luôn đấy. Tổng xã luôn rồi đấy. Lên mã này là mã chữ đen. Chữ đen 29, phôm 62. Không. Không nhá. Lên mã chữ đen. Lên chữ đen dùng Nguyên. Chỉ có áo nam, đồ nam thì giờ chỉ có áo thun thôi. Á có quần. Ôi có mã quần hàng công ty từ từ chọn xíu. Nhớ rồi. Lên mã chữ đen dùng Nguyên đi. Chữ đen, nail đen, phôm 62 đổi về chị em chỗ ok. Nha, nail đen, chữ đen. Chữ đen cho chị Hà Nguyễn. Hà Nguyễn Kính này, đi rõ ra. Lên nail đen nhé. Chị nào lấy nail đen, lên nail đen luôn dùng Nguyên. Rồi lên mã này là mã gấu trắng luôn có hai. Chị Thăng Thu Giang mạng chậm quá. Gấu trắng luôn có hai nhé. 29.000. Chị nào lấy gấu trắng, lên gấu trắng dùng Nguyên nhé. Gấu đen hết rồi, chút lên gấu trắng nhé. Gấu trắng có hai thôi. Rồi, tình yêu nào lấy gấu trắng lên gấu trắng luôn dùng Nguyên nhé. Gấu trắng có hai. Hết chữ đen rồi, còn nail đen thì cũng chữ, nhưng mà chữ của nó là chữ chanel thôi, có khác gì đâu. Lên mã gấu trắng có hai, giá 29.000 con. Ai lấy gấu trắng lên gấu trắng dùng Nguyên nhé. Gấu trắng, gấu trắng, gấu trắng. Còn mấy mã chữ đỏ, chữ đen Nguyên hết. Chút mã chữ đỏ. Gấu trắng cho Như Nguyễn Vũ. Comment mã này là mã chữ đỏ 29. Gấu trắng thì Thanh Thúy luôn. Thanh Thúy. Comment lên mã chữ đỏ phía sau của nó này. Đẹp lắm chị em mình không? Lên mã chữ đỏ nhé, phun 62 đổi về chị em chúc đẹp. Nha, chúc mã chữ đỏ, gấu trắng hết rồi. Comment mã này là mã chữ đỏ. Chữ đỏ, chữ đen cũng hết rồi nhớ chị Mỹ Lê Đoàn ơi. Còn nail đen thôi. Còn nail đen, còn nail đen thôi. Chị nào lấy cái này lên mã chữ đỏ 29k. Còn hai con Nga. Còn hai con chữ đỏ, chị nào lấy chữ đỏ chị Kim Nga một con. Kim Nga một con. Rồi nha, lên lưng chương mã LV trắng. LV trắng 29. Chữ đỏ dây Thảo Lan. Thảo Lan. Thảo Lan. Còn nail đen, đen thôi nghe. Rồi nha, lên mã LV. Còn nail đó cô Thu lấy không? Cô Thu chốt đi. Nail đó cô Thu ơi, hết nail rồi đó cô Thu rồi. Lên mã LV trắng, gấu trắng hết rồi. LV trắng cho Thăng Thu Giang. Rồi nha, lên chung mã này là mã beo. Chốt mã beo nhé.
Mã mèo, mã cột vậy đây. Mã beo đi. Lên mã beo luôn dùng Nguyên nhé. Beo 29k có 2 con. Beo 29k có 2 con thôi. Ai lấy beo lên beo luôn dùng Nguyên nhé. 29k. Ồ đẹp lắm chị em mình. Beo nhá. 62 đổ về, nam nữ đều mang được này. 62 đổ về chị em mình chúc đẹp nhá. Hàng thun đẹp. Từ túi tiết này, không phải hàng sổm sổm đó. Nó đẹp gấp đôi cái hàng người ta bán sổ người chạy 35.000. Thực sự luôn á. Được chưa? Lên cho quả này là mã beo có 2 con. Beo có 2 con nhé. Beo đen cho cô Thu. Beo đen cô Thu. Rồi nha, lên mã chữ trắng. Chữ trắng này chữ bên hông áo này. Lên mã chữ trắng có 3 thôi. Chữ trắng có 3. Beo áo trắng cho chị Hiền Nguyễn không gió. Hiền Nguyễn này ba, Hiền Nguyễn ba mở ngoặt ra hoa hướng dương đi. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chữ trắng nè, chữ trắng cho Thăng Thu Giang. Beo trắng nè. Beo trắng cho Nhung Hà Hà. Nhung Hà Hà. Chị Hiền Nguyễn ơi, lên cho em cái số điện thoại nhé. Chữ trắng cho Thăng Thu Giang. Thăng Thu Giang con. Chị nào lấy chữ trắng lên, chữ trắng luôn dùng nguyên nhé. Giá lên chị em mình 29.000, Nguyên còn 2. Nguyên còn 2 nhé. Rồi ok, chị nào lấy, đây đây còn con chữ trắng nữa nè. Chị Anh Lê không có đâu chị Anh Lê. Chị Anh Lê toàn lấy sao thôi. Chữ trắng cho Thảo Lan. Còn lấy sao thôi. Chữ đỏ hết rồi chị Đông Phương Lan ơi. Người ta đi đâu mất tiêu rồi giờ chị mới comment rồi cứ ra lên trước. Chữ trắng gu xì đó. Chữ gu xì đó. Rồi hết mã 29k rồi đó chị em mình nhá. Rồi nha. Beo trắng còn không? Beo trắng hết rồi còn chữ trắng thôi. Rồi nha, lên cho mã này là mã sọ đi. Sọ những cái này nam ăn được luôn. Cái gì đó. Chịu luôn ý. Lên mã sọ có 2 cái nữa là hết mã 29. Hết mã 29 nha mấy tình yêu ơi. Comment mã sọ cũng có 2. 29k. Chị nào lấy sọ nha. Chữ trắng cho anh Lê. Sọ cho Song Tử. Mấy con cái này cột chung với chung cái. Ôi. Sọ cho Song Tử. Cái này còn mấy con cột chung với chung Thái. Một. Đây. Còn từng này con đã lấy hết. Còn từng này con cột chung với Thung Thái. Nguyên còn 2 con neo đen. Không, nhiều khi trẻ mình thấy cả, do mạng thì trẻ mình ấy. Do mạng ấy. Ba có mấy con chắc quần đuổi màu trắng trắng đó kìa. Cho bà lấy bán tặng luôn đi cho nó gọn không. Đấy, cái màu trắng rồi không? Lấy mã nơ, nơ đen nhé. Nơ đen luôn dùng đi. Nơ đen Nguyên còn 2 cái. Xuống đây mã nơ đen. Nè, neo đen hết rồi. Ờ, bóc hết ra đi. Nêu đen, chữ trắng còn không cho chị Hà Lan cả. Nơ nhá, nơ đen có 2. Nơ đen có Hà Lan, cái chữ trắng à, chữ trắng à. Nơ đen nhắn có 2 thôi. Chị nào lấy chữ. Còn một con beo này. Con beo này, beo trắng này. Nơ đen này. Lên mã này là mã chữ đỏ. Chữ đỏ nhá. Chữ đỏ đây đưa chị em mình 29 nhìn thấy rồi. Thấy mã 29 coi luôn rồi đấy. Không có còn nữa đâu nha. Chị nào lấy chữ đỏ lên chữ đỏ nhá. 29.000. Nha, có 2 con nơ, chị nào lấy nơ đen lên nơ đen. Nơ đen thì Thăng Thu Giang. Nơ đen Thăng Thu Giang. Rồi nhá, lên cho mã này mã chữ đỏ nhé. Comment lên mã này mã chữ đỏ luôn dùng đi. Chữ đỏ. Chút lên mã chữ đỏ. Và Thỏ Đỏ Đô nhá, hết Thỏ Đỏ Đô hết. Cái này còn mấy con bán tặng luôn chị em mình nói. Tặng nót nha. Con này là chắc đuổi xước dài size dành cho những chị em mình 55 đổ về. Tặng quần đuổi luôn. Tặng quần đuổi xước. Còn màu trắng, mỗi màu trắng thôi nha. Còn cọc từng này. Tặng nót 20k luôn đi. Tặng luôn 20k luôn. Con này 55 đổ về. Nhớ luôn dùng là chắc đuổi xước nó dài, không phải là dòng đuổi lụa nó mỏng. Beo trắng còn con mà bà. Beo trắng còn con. Còn con. Trần Quỳnh Thi. Lên mã này là mã tặng 20. Nhớ luôn dùng nguyên chất. Con này là chất đuổi xước dài. Nêu đen cho chị Phương Trinh Lê cái kìa. Nêu đen. Đó. Phương Trinh Lê. Đuổi trắng này. Tặng 20 luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi. Tặng 20. Lên mã này mã tặng đuổi trắng 20k. Chị Thăng Thu Giang cái này. Giá này chuẩn giá bán tặng rồi đó. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi.
Căng Thu Giang 20k nha. Chị nào lấy mã 20 à, 20 cho chị Hiền Trang. Chữ đỏ kìa ba, chữ đỏ chút cho. Chữ đỏ chị Nguyễn Hồng lên. Chữ đỏ, chữ đỏ. Tập trung. Hiền Trang, Nguyễn Hồng Lê. Nguyễn Hồng Lê cái chữ. Chị Thanh Hồng. Chị Thảo Lan. Thảo Lan. Chốt cho đang ai đang có đơn thôi nhé. Chị Kim Văn. Kim Văn. Cái này xả lỗ rồi. Thỏ đỏ cho cô Thu. Thỏ đỏ cho cô Thu 29. Chị Thăng Thu Giang thêm cái. Con chốt cho ai đang có đơn thôi. Chứ không có đơn xả ấy cái mã này ra mày lắp tặng 20 cái mà. Nha, chị nào lấy cái này lên 20 luôn dùng đi. Cho Phan Hương cái. Thì thuận cái. Nguyễn Hồng lên cái. 55 đổ về chợ. Rồi ok còn 2. Như Nguyên Vũ cả. Còn cái nữa nó hết. Còn cái nữa nó hết 20k. Nhiều chị cứ vô trong live chốt có cái con sợ lắm. Chốt có cái xong cứ để vô miết. Lật tới lật lui hết rồi nhá. Hà lên. Hà lên rồi đấy. Lật tới lật lui hết xong cái xả đơn mày lắp. Nên là sẽ bỏ vô đơn những chị nào đang có đơn nhá. Lên mã tặng đỏ luôn dùng Nguyên. Tặng đỏ nhé. À quên, khẩu trang về thêm rồi đó. Nếu là chị nào mà chị nào có đơn ấy, báo bỏ khẩu trang vô luôn nhé. Khẩu trang về thêm được rồi chị em mình nhé. Chứ bỏ ra cho bà xã mấy bịch khẩu trang. Mấy bịch khẩu trang. Lên mã này luôn, 55 độ về chị em mình để ý luôn dùng đi. Cái này cũng chạy cho chị em mình chắc đuổi sức dài. Không phải dòng đuổi lụa mỏng. Nha, đuổi sức dài. Tặng 20 đỏ luôn dùng đi, đuổi sức dài nhé, 20k. Lên mã này là mã 20 đỏ. Chị nào lấy 20 đỏ lên 20 đỏ luôn dùng đi nhé. Comment 20 đỏ có từng này con. Tặng nó luôn chị em mình là cái chị thì thuận thì thuận. Thì thuận thì thuận. Thì xong tử. Xong tử. Rồi ok. Nguyên mà Nguyên sale lẫn chốt thiệt luôn. Nhiều chỗ người ta bán như vậy mình giá đâu đâu ấy. Trần Huyền Trang, Thảo Lam. Chị Xuân Ly chưa có đơn phải không? Huyền Trang đã hết đỏ. Huyền Trang đã hết đỏ. Nguyên bỏ cho những chị nào đang có đơn thôi. Nhiều chỗ người ta bảo sale cái giá này sale cái kia mà lên đơn chả thấy đơn đâu. Đấy, cái nào Nguyên sale là Nguyên sale thiệt chút. Thảo Lan rồi đúng không? Hiền Trang. Hiền Trang. Hiền Trang. Hiền Trang. Hiền Trang. Rồi qua mã nha. Còn hấp đi bán gì giờ làm biến lên đó đi. Chị nào đang có đơn Nguyên mới chốt đã cũng hết rồi. Riêng cái mã này Nguyên còn ít nè. Về thêm được ít nè. Mã này thì hiện tại chị nào đang có đơn Nguyên chốt. Còn chị nào không có đơn thì thôi nhé. Cho bà xã cái set khăn nữa luôn. Đỏ hết luôn rồi nhé. Hết rồi nhé. Cho bà xã cái set khăn mặt luôn. Nha, lưu ý luôn dùng Nguyên. Riêng cái này thì chị nào hiện tại đang có đơn Nguyên chốt. Còn không có đơn thì thôi nhé. Lên mã này mã khẩu trang cho bà xã cái mã đang dùng. Khẩu trang đang dùng. Khẩu trang đang dùng. Để lấy mẫu. Nha, cái này Nguyên còn ít thôi. Nha, lên mã khẩu trang. Cái này đây lúc chị em là 49.000. 5 bịch, 50 cái. Lên mã này là mã 49.000. Đợt này là khẩu trang nó giảm được ít đó chị em nhé. Đợt này khẩu trang nó giảm được ít nên là Nguyên còn xuống giá. Cái nào nhập được giá xuống, Nguyên sẽ xuống giá cho chị em luôn. Nha, cái này lên cho mã khẩu trang. Khẩu trang, khẩu trang này bà in đi ba. Khẩu trang bà in đi. Nha, cái này ít thôi. Cái này chị em mình tranh thủ nhé. Nguyên đi luôn chị em mình là 49.000 bịch, 5 bịch, 50 cái nha, 5 bịch là 50 cái. Lên mã khẩu trang luôn dùng. Cái này là khẩu trang 4D nhé. Dần mang khẩu trang này, cái nhát mang cái khẩu trang y tế hộp luôn này. Mang cái này nó thoải mái này, cái phần này nó rộng này. Nha, lên mã khẩu trang luôn dùng. Khẩu trang đây luôn trẻ mình là 49.000 49.000 nha, 49.000 5 bịch, 5 bịch như thế này. Nhưng mà chị nào đang có đơn là chút nhé. Còn chị nào mà chút đơn khẩu trang không chút đơn nữa. Thiệt luôn ấy. Cái này là gọi là bán kẹp để cho chị em mình
mua đi khỏi đi ra ngoài đỡ tốn tiền ship cho chị em mình thôi nhá, để chị em mình mua được nhiều thứ. Đấy, lên mã khẩu trang luôn Dường Nguyên. Chị nào đang có đơn chứ không có đơn cũng làm đi một chút luôn. Đấy, cái này để bán kẹp thôi. Lên mã này là mã tặng khẩu trang luôn Dường Nguyên nhá. Đây luôn chị em mình, bình thường như này người ta bán cho chị em mình là toàn bán thùng thôi. Nhưng mà cái này Nguyên đang bán quần áo, đang kẹp cho chị em mình mua quần áo. Chị em mình mua ít ít, nhiều khi là mua một thùng thấy nó nhiều lắm. Tự nhiên mua cả thùng khẩu trang gần 300 nghìn, 200 mấy nghìn thì thấy nó nhiều. Còn cái này Nguyên đang chịu khách tách lẻ ra chị em mình 5 bịch, 50 cái. Nguyên cũng về dần để chị em mình mua dần, chị em mình dùng. Chứ còn mua một lần một thùng thì nó nhiều quá. Đấy, được cho chị nào lấy mã khẩu trang, chị nào lấy 10 bịch lên 10 bịch luôn dùng nhé. Ok, em qua mã. Lên mã khẩu trang luôn dùng đi. Cái bịch này bịch Nguyên, bịch này sẽ dùng rồi. Lên mã này là mã khẩu trang luôn dùng đi nhé. 49 nghìn, 5 bịch. Bịch này sẽ dùng ở dưới này. Đấy, rồi nhá, chị nào lấy mã này lên chung mã này là mã khẩu trang luôn dùng đi. Nguyên qua nhé. Trang bé còn không ta? Nguyên không biết là khẩu trang bé còn. Khẩu trang bé cũng như thế. 49 nghìn 5 bịch luôn, nhưng mà không biết còn hay không. Rồi nhá, cái này nhiều chị thiếu lắm. Đây luôn chị em mình luôn. Cái này riêng cái mã này rất là nhiều chị thiếu. Nguyên lại một tí xíu nữa thôi nhá. Cái này lên chung mã này là mã khăn. Xét khăn, cái này cũng rẻ nè chị em mình nè. To nhá, khổ này cũng to. Khổ này to đó, nhưng mà mềm lắm. Cái này mềm lắm. Lên luôn chung mã này là mã khăn. Cái này lau gì cũng được, dùng khăn mặt cũng được. Chị em mình mua về lau chán, lau bàn, dùng khăn mặt các kiểu. Đa năng luôn cái mẫu khăn này nha. Đấy, mã này là đa năng rồi nha. Cái này đi luôn chị em mình, mã này lên chung mã khăn mặt. 5 màu. Khổ to nhá. Lên mã này là mã xếp khăn luôn dùng Nguyên nha. Lên mã khăn mềm lắm chị em mình nhá, mềm thấm hút. Nguyên đi luôn chị em mình cái này luôn 65 nghìn, 10 cái nhá. Chịu luôn ấy. Mà chị đặt riêng khẩu trang không là em không đi đơn ấy. Có cái gì em lên cái đó thôi chị Hằng Nguyễn ơi. Giờ có cái gì em lên cái đó nha. Chị Tony thì có đơn chưa ta? Tony chưa có đơn, em không chốt khẩu trang chị ạ. Cái này thực sự em bán kẹp thôi chứ còn giờ mua. Lên mã này là mã set khăn bên đi. Set khăn nhá. Nguyên đây luôn chị em mình là 65 nghìn, 10 cái, rẻ chưa? Chị em mình đi ra mua lẻ nghìn, mười mấy nghìn, 12 nghìn, 15 nghìn cái khăn này. Bằng chải còn. Còn nha. Bằng chải còn, bằng chải xíu lên sau. Nha, lên luôn chung mã này là mã set khăn luôn dùng Nguyên nhé. Ok, có thì em chốt đơn. Có thì chốt đơn nhé. Chị nào lấy cái này lên mã khăn luôn dùng Nguyên. Chị em mình tính đi. Là chị ngang chỉ có 6.500 một cái. Nó rẻ. Rẻ, còn chị em mình đi mua mà mua lẻ tẻ cái. Mua mười mấy nghìn, mua một lần mười mấy nghìn một cái. Nó phí ra chị em mình thôi. Mua dùng dần. Đấy, mua dùng dần. Lên mã này. Ok nhé. Chốt lên luôn chung mã này là mã khăn. Khăn đi luôn chị em mình luôn. Khăn 8 hiện tại vẫn đang hết nhé. Khăn 8 hết sợn xanh luôn. Còn bao nhiêu đóng cho sỉ hết rồi. Nha, lên mã này là mã khăn mặt nha, 65 nghìn, 10 cái. Chốt lên khăn cũng dùng là ok như chị em mình nói. 65 nghìn và hẳn 10 cái nha, không phải là đi 5 đâu. Là chị em thấy rất là rẻ luôn ấy. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã khăn luôn dùng đi. Khăn. Khẩu trang Dương Nguyễn có rồi. Còn cái gì đồ ấy đâu mà. Còn ok, còn bàn chải lên luôn chị em mình luôn bàn chải. Bàn chải ra rồi, ba coi cái bao bàn chải ra qua. Có bàn chải còn không, cho xả ít nữa. Khăn chị Hiền Trang luôn. Bàn chải như ở đâu ngồi đây rồi. À, đây này. Đó. Bàn chải nhá. Bàn chải này là bàn chải thăng ca học tính. Cái này chị em mình cũng mua đi. Nên mua đi để dành dùng dần. Để dành dùng dần nhá. Cái này nhiều màu lắm nhưng mà ở đây có sẵn được mấy màu này. Nha, cái này lên xuống mã này là mã bàn chải. Comment mã bàn chải, mềm lắm chị em mình. Cái này Nguyên đang dùng. Cái này đang dùng nhá, mềm lắm. Thay vì chị em mình đi ra ngoài mua cái loại mà được xíu, mềm xíu là toàn 25-30 nghìn, chị người tình trăm năm có rồi. 25-30 nghìn mới ra được cái bàn chải mà gọi là mềm. Nha, cái nào mà về mà đánh cứng không cần mua hàng đi chị em mình thôi. Nha, cái nào mà về một đợt mà chắc không ok, không dám về hàng nữa đâu chị em mình nhá. Đấy, cái này hôm nay chị em mình cái này là đi 4 cái. Để không ta? Hay là chốt 4 cái hay 10 cái ta? Hôm nay chốt 4 cái hay 10 cái ta? Đi set này. 10 cái bàn chải này nhá. Nguyên đây luôn chị em mình là 49 nghìn, 10 cái.
nha, nó nhiều màu, ngồi nó có màu tím, màu hồng, màu vàng các kiểu. Mua nguyên một set này 10 cái để dành dùng dần cho chị em mình ơi. Nó mềm lắm. Nó mềm. Thay vì cái này chị em mình mua 49.000 10 cái thì chỉ có 5.000 cái thôi. Chị em mình ra mua ở ngoài 15.000 cái, cứng đơ luôn. Cứng đơ luôn, trải không nổi luôn ấy. Nha chị nào lấy cái này lên mã bàn trải có nhiều màu lắm. Cái này lên tạm cho chị em coi coi mẫu thôi. Nha, bàn trải. Bàn trải lên chị em là 49.000 10 em. 49.000 10 em nhé. Chị nào lấy bàn trải lên bàn trải luôn dùng nguyên. Bàn trải là 49.000 10 em. Nha, xếp khăn vậy xong tự có rồi. Chị nào lấy bàn trải lên bàn trải. Bàn trải này là rẻ nhưng mà mềm. Nha, hàng mà giá của nó là hàng 32.000 con. Đúng chuẩn ấy. Đúng chuẩn chị em mình đi ra tạp hóa mua đúng không? Người ta bây giờ người ta cũng coi cái giá đây này nè. Coi cái giá đây nè, 30 mấy nghìn con thì mới ra cái hàng mềm như thế này để chặt để đánh. Còn chị em mình mua 10 mấy nghìn con cái hàng BS cái đồ thôi, cứng 10 mấy nghìn con rồi mà đánh đau răng luôn, đau hết cái thằng này luôn nha. Chị nào lấy bàn trải lên bàn trải luôn dùng luôn nhé. Bàn trải lên luôn chị em mình là 49.000 10 em chứ không phải là 5 em nhé. 49.000 và 10 em rồi nha. Chị nào không lấy bàn trải lên, chút lên luôn dùng mã bàn trải nhé. 49k và hẳn là 10 em chị em mình ơi, nó rẻ quá. Cái này còn cọc quần này bán tặng luôn cho chị em mình hết. Anh Thu có rồi, không công mình nữa nha. Cảm ơn một lần thôi, bây giờ Nguyên Mai đi rồi nhá. Đi rồi. Rồi nhá, cái nào Nguyên còn tiếp này, tặng nó luôn chị em mình luôn. Cái mã quần này tay L, xe XL. Nghe luôn dùng Nguyên cái này. Tặng quần tung dùng Nguyên nhá. Màu xanh ngọc tiếp. Cái này chắc đẹp. Cái này chắc đẹp. L này, SL này, L này, XL, SL, XL. Bàn trải chị Hà Lan rồi, ok chị Hà Lan nhé. Con này sẽ S, con chỉ có SL và XL. Lên mã tặng quần sung, tặng quần găng. Trời này mang con này quá ok chị em mình. Quần sung găng chị em mình nhìn cái độ rũ này, những con này quần đang hot ấy. Nha, quên đây luôn chị em mình mã này lên luôn cho chị em mình tặng 49.000 luôn. Quên còn size S 52 đổ về, size L 55, 57 và size XL chị em mình lấy 60 nhé. Tặng 49.000 con này luôn, tin nổi không? Nó rẻ quá chị em mình. Không còn lẻ tẻ, tặng nó luôn cho em mình luôn nhé. Lên luôn cho mã này là mã tặng xanh ngọc. Comment mã xanh ngọc, quần xanh đi. Quần xanh S, L và XL. S52, L55, 57 và XL chị em 60 nhé. Tặng 49.000 luôn. XL có con thôi cho chị Bibo. Bàn trải cho Nhung Hà Hà. XL cho Bibo này. Bibo này. Rồi ok, nguyên còn SL. L cho Trần Huyền Trang. L cho Trần Huyền Trang. Nhiều. 49.000 luôn. Bàn trải chị Hoa Phạm luôn. Rồi nhá. Chị nào lấy cái này lên không dùng em còn S còn L thôi. S52, L55, 57. Mà đi chị em mình 49.000. Phát đi chị em mình thôi. Rẻ quá. Rẻ quá. Còn S này là bán tặng cho nó gòn đó. 49.000 một em nhá. Rồi còn màu nu. Nu này cũng còn XL. Nu XL, nu CL, nu CL. Nu CL và nu CL. Toàn bộ màu nu này size L và size XL. Nhung Hà Hà không vừa size gì? Nhung Hà Hà trả lên size 6 mấy ký mà không vừa đâu. Hết size to rồi. Lên mã nu 49. Nu 49.000 luôn nhé. Chị em mình nhìn cái độ rũ của con quần. Đẹp chưa? Nu 49 này. Phần bo của nó này. Đẹp lắm. Những con này đẹp. Chị em mình mix áo crop top cũng đẹp. Xanh size L hơi trọng. Chị em mình mix với áo crop top cũng đẹp luôn. XL màu nu nhé. XL màu nu cho Nhung Hà Hà. XL nu cho Nhung Hà Hà. Nu CL chị Như Hà. 49.000 đó. Nu CL chị Như Hà. Rồi ok chị nào lấy nu CL 55, 57 đổi về là chị em rất đẹp nhé. Quân đi nót luôn chị em mình là giá 49.000. Chị nào lấy cái này lên nhanh ta luôn dùng em nhé. Chị Phương Trinh Lê có rồi. Xanh CL còn cả. Xanh CS thôi. Nu L cho Võ Huệ. Nhá, đợt này chút đơn hơi chậm chị em chịu khó. S còn. S còn nguồn nu. Ad còn nu nhé. Chốt đơn đợt này hơi chậm xíu. Ngày mai chắc cũng chốt đơn hơi chậm xíu. Nguyên có việc về quê. Nên là nhân viên chốt đơn. Ngày mai sẽ ngưng like cho em nhé. Tôi xin lời cho Huyền Anh luôn. Là chốt đơn hơi chậm. Thì khẩu trang với bàn trải có rồi chị Trong Phương Lan thôi. Rồi ok, còn luôn xin lời thôi. Nha, ngày mai là Nguyên ngưng like nhé chị em nhé. Chốt đơn hơi chậm nên là chị em mình thông cảm nhé. Chờ một xíu. Rồi nha, qua mã đi chị em mình ơi.
các cái gì ta, các cái này đi sao, coi có cái gì sale nốt luôn. Các cái cặp này còn áo lẻ lẻ đây này, sale nốt bán tặng luôn, bỏ lên bàn cho cả. Cái nào mà chốt xong là đi đơn hết rồi nhé, chứ còn mà giờ hỏi lại Nguyên là đi đơn chưa là Nguyên không biết đường đâu á. Đã chốt ok là đi đơn hết rồi. Cái này bán tặng cho chị em nè, xinh chưa, lên mã này mã ngọc. Cái này bị trắng xíu sau này chị em nè, cái này hàng còn hàng lẻ nhá, tặng nó luôn chị em mình luôn. Con này dòng thun lạnh size chị em 50 đổ về, đính ngọc hết. Cái này bị lỗi rồi, bị lỗi xíu nhá, bị chấm xíu nè. Ôi cái này bị lỗi hết rồi, bị chấm chấm rồi. Cái này bỏ riêng, rớt cái phần ngọc, ngọc này không, không có đen vậy. Cái này là lỗi xíu này. Bỏ riêng ra nhá, bỏ riêng ra. Cái này còn lẻ tẻ này bán tặng luôn chị em mình hết rồi. Ngọc, ngọc bị lỗi rồi. Con này tặng nó luôn trẻ mình cọc áo này nên là ngưng nữa. Xinh chưa? 55 đổ về bo rip nha. Này. 55 đổ về bo rip tặng 39.000 luôn, ai nhanh tay có. Sọc nha. Sọc CB bo 39.000 nhá, bán tặng luôn thì cho nó gọn. 39.000. 39.000 nha. Riêng mà con chạy áo tung là nó thật sự con chị em mình rẻ quá chừng rẻ luôn. Con này dòng bo rip. Bo rip nha, lên mã cô gái. Con này đi chị em 45.000 bo rip, tới 55 đổ về. Ngọc, ngọc con nó bị lỗi xíu rồi. Nha, rồi lên chung mã này. 45.000 bo rip nha, size 55 đổ về chị em mình chút đẹp. Lên luôn những mã này. Chốt lên luôn những mã này mà cô gái luôn dùng nguyên 55 đổ về 45.000 nhé. Bo rip mận chạy em mình giá này nó quá là rẻ đấy nha chị em mình tranh thủ nhé. Chị nào lấy mã này lên cho mã rip thằng đã tẻ thôi. Cô gái là chị Kim Nga. À quên, Lê Thị thì Linh Thị Nguyễn Thị lên trước kìa. Ôi trời ơi, con này đính ngọc xung quanh bo rip kiểu nhá, tặng tặng con này luôn, dạng rớt vai, tặng cam 39.000 luôn đi. Tặng cam 39.000 rớt vai luôn đi, sọc hết rồi nhá. Lên mã đá luôn dùng nguyên đá này, đá kiểu dài tay à. Lên mã cam rớt vải, cam rớt vải, rớt vải và rớt vải lộn. Lên mã đá, lên mã đá luôn dùng nguyên nhé. Đá này 55 đổ về, tặng nó luôn chị em mình. Đá dài tay này tặng chị em 39.000 đi. Đá dài tay cái này còn lại tẻ mẫu ấy, xem nó luôn chị em mình cho nó gọn thôi. Nha chị nào lấy mã này lên mã đá dài tay đi chị em mình 39.000 đá dài tay nhé. Ai lấy đá dài tay lên đá dài tay dùng nguyên. Con này dòng lưỡi lụa, lên mã gấu. Đá cho Linh Thì nữa. 39 này sao? 39 này. 39 này. Con này chắc đuổi lụa nhá. Comment mã này mã tặng gấu, size 55 đổ về. Áo đang mang hết, tặng 35.000 đi. Tặng 35.000 chắc đuổi lụa nhá. Chị nào lấy đuổi lụa, cô gái em hết rồi. Lên mã đuổi lụa 35. Đuổi lụa gấu 35.000 luôn nhá. Tủy lụa đi nhé, cái này mà vô mùa nắng phát ấy. Khách nhà Nguyên bao nhiêu người hỏi chắc sướng, mang con này sướng lắm luôn, vô mùa mang sướng lắm. Cái này vô mùa không có đâu chị em mình ạ. Nàng còn lẻ tẻ rồi. Lên mã cúc đen, xe 55 đổ về thôi nhé, 35.000 hết luôn. Cái mã cúc đen, dòng này là dòng đuổi lụa nhé, đuổi lụa nhé. 35.000, 35.000 gọn. Con này lên chung mã này. Con này do bị bám bụi ấy. Cái này treo ấy. Treo bị bám bụi vãi xíu nhé. Thì chị em mình về giặt dùng nguyên đi cho em 35 nghìn luôn. Chị em mình về giặt nhé. Thủy thủy. Thủy thủy. Thủy khác nha. Thủy thủy này có dấu này. Thủy thủy kia thủy thủy không dấu này. Lên chung mã này là mã. Mã mới nữa. 29 nghìn luôn đi. Lên mã trắng kiểu 29 nghìn luôn đi. Trắng kiểu 29. Lên mã cúc xanh. Cúc xanh 35 nghìn. 29k luôn. Chắc này. Thì cái này mà vô mùa nắng mang sướng lắm, mang nhẹ tên như chị em không ăn đồ luôn. Nhưng mà 55 đổ về thôi. Lên mã này mã cúc trắng, cúc hồng. Cúc trắng và cúc hồng. Ơ quay lộn lộn, cúc xanh và cúc hồng nhé. Chị nào lấy cúc xanh lên cúc xanh, chị nào lấy cúc hồng lên cúc hồng. Cúc xanh và cúc hồng. Giá quân đây luôn chị em mình là cúc xanh cho chị Như Nguyễn Vũ. Chắc của nó là chắc đuổi lụi, chắc là chị em mình mua mã này nhà Nguyên nhiều rồi. Vô mùa nắng chạy đây nhiều lắm. 35 nghìn. Mang cái này nhẹ tay thì chị em không ăn đồ á. Rồi nhá, lên luôn chung mã này là mã cúc hồng 35.000 luôn. Cúc hồng 35. Thì nào lấy cúc hồng 35, cúc xanh hết. Lên mã cúc hồng. Comment lên chung mã gấu, con này cúc tông tàu.
Đây luôn chị em, con này nó 45 nghìn. Xay 62 độ, à, 60-62 độ về chị em chúc đẹp. Nha, lên mã 45, con này cốt con tàu nhá. Lên mã gấu. Comment lên gấu luôn dù nguyên nhá. Chúc lên gấu. Chị nào lên gấu luôn dù nguyên. Comment gấu. Gấu 45. Trời ơi, Nguyên chúc cho mấy chủ nha. Nguyên chúc cho mấy chủ nhé. Đây có bộ này, còn bộ này. Lên mã này là mã tặng ngốt. Gấu cho chị Thùy Thuận, Thùy Thuận. Comment cái này cũng chắc đuổi lụa luôn. Đây luôn chị em mình bộ này 49.000 luôn. Nha, cho nó gọn. Đuổi lụa nha chị em mình ơi. Chắc của nó là vừa vừa phải, không dài đâu. Nè, chắc này. Size 52 độ về. Lên mã tặng bộ 49 luôn cho nó gọn. Cho nó gọn. Nha, tặng bộ vàng 49k luôn đi. Size 52 độ về chị em mình chúc. Đẹp bộ cho Minh MT. Bộ cho Minh MT. Đây mã cúc hồng. Cúc hồng 35. Áo chị mặc like rồi à. Chị bạn giờ mới xem lại. Hết rồi làm gì còn. Lên cúc hồng đuổi lụa 35 gì. Chị nào lấy cúc hồng lên cúc hồng. Nhưng lên cái cọc này xong anh Hưng nhé dẹo rồi nha. Bộ vàng hết rồi. Lên mã cúc hồng. Con này body kiểu con này xinh lắm. 45 nghìn luôn. Ai không lái quay chốt nha. Xe 55 độ về. Lên luôn trường mã. Mã này lên trường mã tay bồng. Đẹp lắm con này đẹp. 35 nghìn sao. 35 nghìn. Lên mã tay bồng luôn. Con này xinh. 45 nghìn tay bồng luôn. Để nào lấy tay bồng lên tay bồng 45. Hàng nhà Nguyên áo tung lẻ ra nhiều lắm. Về nhiều ấy đóng xong ấy còn lại cả nhiều lắm mà làm biến lại. Nha. Lai mà tắt ái từng con này mày tắt. Tay bồng. Áo nam phía sau lót lưới. Lót lưới là 120 nghìn. Của nam còn nữ là 100 mấy. Của nam là 120. Của nữ là 115 nghìn. Rồi nhá, lên mã tặng rất vai nè áo kiểu ấy. Tặng rất vai nè áo kiểu. Áo kiểu nhé, con này bán tặng luôn chị em mình luôn. Rất vai nhé. Rất vai nhé, con này áo kiểu đi tặng chị em mình 29 nghìn luôn cho nó gọn. Size 52 độ về. Con tay bồng nó đẹp lắm. Khách không lấy là bỏ ra cho xả mang luôn. Tay bồng màu nuôi kìa. Bộ vàng hết rồi. Rồi xong cọc nâng ngưng nhé. Xin chưa. Con này toàn bộ hàng cũng bán vậy em bao nhiêu tiền ta. 55 nghìn đúng không? Con này đang bán chị em mà khiên chạy chị em 55 nghìn đúng không? 55 hay 59 gì đấy. 55 hay 59 gì đấy chị em mình. Bán thẳng luôn chị em mình luôn. Con này 45 nghìn đi. Nha 45 nghìn. Lên cho mã đảo 45. Xe 55 đổi về chị em chút đẹp. Đảo 45. Mai mới chốt đơn. Mai mới chốt đơn. Rồi mốt mới ship. Lên mã nách. Nách này dòng đuổi lụa nhé. Nách 35.000 xây 60. Nách này 35 xây 60 nhé. Con này chắc đuổi lụa luôn. Tay bồng thì Phương trên lê rồi. Tay bồng màu nâu hay màu đỏ chị ơi. Lên con này lên trước mã nách. Xây 60 độ về. Con này đuổi lụa nhé. 35.000 nách luôn. 35.000. Chị nào lấy nách lên nách luôn dùng nguyên 35. Nách hồng. Nâu hay đỏ đây. Nâu hay đỏ lên rõ cho em nhé. Nách hồng. Nách 35. Nách cho chị Nguyễn Thủy. Nguyễn Thủy. Rồi nhá, lên mã này mã nách hồng. Xây 60 vô tư như vậy mà 35.000. Rồi lắm. Phải đẹp lắm. Còn nách hồng nách trắng 35.000. Xong ngưng like chị mà này. Ít quá. Ngưng like nha. Chị ơi chị Phương Trinh ơi, chị lấy màu gì? Tay vòng chị lấy cái màu đỏ hay là màu nu? Lên rõ cho em nè chút đơn nhé. Xong ngưng like chị em mình nha. Xong nha, mấy ba chị em mình luôn nha. Tắt like nha. Đơn đợt này chút hơi chậm với chị em mình chịu khó nha. Để mà gọi phát qua thì chốt đơn nó nhanh lắm. Nhưng mà nhà Nguyên chốt đơn đều nhắn tin cho khách trước hết. Kê từng món ra. Chứ không phải là nhiều chỗ người ta chỉ gọi qua là xong. Để chị em mình chết ok rồi mới đi đơn. Chứ không phải là gọi xong chốt đơn nhiều chỗ là người ta cứ bao nhiêu món, số lượng bao nhiêu cái rồi tính tiền đi đơn. Rất là nhanh. Đấy, bên nhà Nguyên làm kỹ. Bên nhà Nguyên còn nhắn tin từng khách nữa. Rồi ok nhá. Cái ba chị em mình luôn nha. Hàng chị em mình thứ ba nhé, thứ hai sẽ ngưng like, ngày mai sẽ ngưng like chị em mình nhé. Ok, nuôi dị Phương Trinh lên. Okay. Rồi ngưng like chị em mình nhé, hàng chị em mình ngày thứ ba nha.
bye bye.